Chương 3340, Ôn Thanh Uyển, Thành Tiên, Thành Thần, Thành Thiên Địa Chi Thánh, Thiên Địa Chí Tôn, Thành Tựu Giới Vị, Chúa Tể Vị, thậm chí cả Đế Vị, Thần Vị. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây đều là giống như một bức họa, võ giả thân thể, chính là một bức tranh. Cảnh giới đề thăng ở giữa, không ngừng bù đắp, ban đầu thối thể cùng thối hồn, là thô sơ giản lược. Đến tiếp sau là tinh tế, lại về sau, chính là tinh chuẩn, không lộ chút sơ hở. Còn nếu như có thể làm đến nhục thân cùng hồn phách hoàn mỹ dung hợp, người võ giả kia điều khiển thiên địa, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, thậm chí khống chế thiên địa, đều không đáng kể. Điểm này, có lẽ chỉ có thần đế, mới có thể làm đến. Thần đế, phong thiên thần đế, thanh vũ thần đế, hai vị thần đế, là cường đại đến cái tình trạng gì? Lão cha a lão cha, thành thần đế, đến xem nhi tử a, để nhi tử ao ước a. Mục Vân tự nhủ, rút kiếm, giết vào giữa núi rừng. Cho dù là thành tựu vì giới thánh, vào giờ phút này, Mục Vân vẫn y như cũ là cần tiếp tục tôi luyện. Dù sao, nơi này là tứ đại thế lực rèn luyện đệ tử. Thành vì giới thánh, chỉ sợ đã không chỉ là một mình hắn người. Tuy nói tiến vào nơi đây, chưa đủ nửa năm, có thể là tiếp xuống trong vòng 10 năm, đến cùng như thế nào, ai nói chuẩn. Thời gian một ngày trôi qua, Mục Vân một người, tại thí luyện địa bên trong, không ngừng tìm kiếm hung thú, tôi luyện kiếm quyết. Tự nhiên, gặp được một ít đuôi mù người muốn giết hắn, Mục Vân cũng là không chút khách khí giới quyết. Đến mức này, trên thân điểm tích lũy, đã là hơn vạn. Chỉ là dù vậy, vẫn y như cũ là ít đến thương cảm. Một vạn điểm tích lũy, dù là hối đoái là thánh ngọc tệ, cũng mới một vạn. Còn chưa đủ tại khu vực thứ ba bên trong, tu hành một ngày thời gian. Muốn giết, còn là giới thánh tốt. Giới thánh nhất trọng, 1.000 điểm tích lũy. Giới thánh nhị trọng, 1.000 điểm tích lũy. Giới thánh tam trọng, 10.000 điểm tích lũy. Mục Vân hiện tại, thậm chí là ước gì xuất hiện giới thánh tam trọng thiên kiêu. Chỉ là, quá khó. Trong thời gian mấy năm, đột phá đến giới thánh tam trọng, khó. Đương nhiên, không bài trừ các phương những cái kia ngưu hống hống thiên kiêu nhóm, có thủ đoạn gì, hoặc là cái gì thiên phú cùng thực lực. Dù sao, bên trong di tích này, nói không chính xác. Cái này một ngày, Mục Vân tại một mảnh trong núi rừng dừng lại. Vừa mới liệp sát một cái hung thú, cắt lấy bắp đùi huyết nhục, rửa ráy sạch sẽ, dựng lên hỏa, nướng. Trên thực tế, đến loại cấp bậc này, võ giả dù là mấy vạn năm không ăn cơm, cũng sẽ không chết. Chỉ là, vừa đến, những thần thú này huyết nhục, đối với võ giả nhục thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thứ hai, Mục Vân thèm ăn. Võ giả, con đường tu hành dài dằng dặc, đem hết thảy đều cho ngăn cách, cái kia cũng quá âm u đầy tử khí. Mùi thịt truyền ra tới. Mục Vân đắc ý bắt đầu ăn. Nghĩ tới ta cũng là có cửu vị xinh đẹp như hoa phu nhân, hài tử cũng xuất thế vài cái, hiện tại. Khổ như vậy một người cô đơn tại cái này giữa núi rừng, nướng lên thịt đến ăn. Ai, Mục Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Dạng này thời gian, hắn không chỉ một lần thể nghiệm qua. Chỉ là, mỗi khi nội tâm thủ vững không được thời điểm, ngẫm lại bên cạnh đám người, tựa hồ hết thảy, đều trở nên đáng giá. Công tử ngược lại là rảnh rỗi nhã thú. Bỗng nhiên, nhất đạo giọng ôn hòa, đột nhiên vang lên. Không biết tiểu nữ tử có thể hay không cùng công tử nhất đạo. Theo thanh âm kia rơi xuống, một bóng người xinh đẹp, từ rừng cây ở giữa đi ra. Nữ tử kia, năm phương 28, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, một bước đi hướng Mục Vân, càng là dáng điệu uyển chuyển. Đương nhiên có thể, Mục Vân cười cười, hiện tại, hắn giới thánh nhất trọng cảnh giới, nói cho cùng, thật đúng là không sợ cái gì nguy hiểm. Chí ít tại địa phương này, không sợ. Nữ tử thản nhiên đi tới, đến Mục Vân bên cạnh, nhìn xem kia thịt nướng, tiện tay kéo xuống một khối. Lập tức, bàn tay vung lên, một chương chiếc ghế, bình yên buông xuống. Kia chiếc ghế bên trên, còn có lông xù tấm thảm trải lên. Nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống, một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên, thần thái ưu nhã. Nhìn một chút chính mình, ngồi tại tảng đá vụn bên trên, hai chân kéo ra, miệng đầy chảy mỡ, đầy tay chảy mỡ tư thế, Mục Vân nội tâm cười cười. Không quan trọng, công tử là môn phái nào? Nữ tử cười cười nói. Hỏi người khác, không trước tiên cần phải tự giới thiệu sao? Mục Vân hỏi ngược lại, tiểu nữ tử Kinh Lôi Tông đệ tử, Ôn Thanh Uyển. Ta, Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Uyển sắc mặt rõ ràng trì trệ. Giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân cái kia Mục Vân. Mục Vân nghe đến lời này, lau miệng, cười nói, danh tiếng của ta, truyền bá nhanh như vậy sao? Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Xem ra, người đã tới giới thánh nhất trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía Ôn Thanh Uyển.
ngươi không phải cũng là. Mục Vân cười nói, nơi này là tứ nguyên cung di chỉ, tuy nói tứ phẩm, ngũ phẩm cấp bậc thần bảo, giới đan, bị bốn đại tông môn chia cắt một lần. Nhưng là tam phẩm, đoán chừng không ít, rất nhiều kẻ tại giới hoàng hậu kỳ đệ tử, đến giới thánh, không tính là gì kỳ quái a. Ôn Thanh Uyển nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng, cảm động Mạc gia đích hệ tử đệ, hội là cái gì hung ác người, xem ra Mục công tử cùng ta nghĩ, cũng không đồng dạng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại sững sờ. Mạc gia dòng chính, ngươi không biết sao, Ôn Thanh Uyển lần nữa nói, Mạc gia, là một đại gia tộc, dòng chính chi thứ, phân mạch chủ mạch các loại, vẻn vẹn là họ Mạc tộc nhân, đều đã là hơn vạn. Lại thêm Mạc gia tùy tùng một vài gia tộc, thực lực thâm hậu. Mà Mạc gia, lại là thứ nhất đẳng thế lực, môn bên trong, thiên kiêu không ít. Ôn Thanh Uyển từ đầu đến cuối quan sát đến Mục Vân. Mạc Tử Thần, Mạc Tử Vân, Mạc Thiên Linh, Mạc Sơn Minh, Mạc Thanh Y cùng Mạc Văn Phủ 6 người, là Mạc gia dòng chính. 6 người này, đều là một thế hệ, đều là giới hoàng cảnh giới, thuộc về Mạc gia quan trọng nhất tài bồi. Ngươi một hơi giết hai cái. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mở miệng nói, chuyện này, cũng không thể trách ta, bọn hắn muốn giết ta, ta cũng không thể vươn cổ chịu chết a. Tự nhiên là cầm lấy kiếm, phản sát bọn hắn. Thế giới này, hoặc là ta vì cừu non, hoặc là ta là giao thớt. Tu võ, không phải liền là vì cường đại chính mình, không bị người khi dễ sao. Ôn Thanh Uyển muốn nói gì, thế nhưng lại không biết như thế nào đi nói. Mục Vân nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn không hoàn thủ, kia hắn liền phải bị Mạc gia tử đệ giết, hiện tại đã là thi thể. Hắn hoàn thủ, tốt xấu Mạc gia cao tầng về sau coi như biết, lại muốn giết hắn, đó cũng là về sau. Dù sao cũng so chết ngay bây giờ cường. Nhìn một chút Mục Vân vài lần, Ôn Thanh Uyển cười cười. Ngược lại là một người có ý tứ. Nhìn ta nửa ngày, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Mục Vân giờ phút này phủi tay, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, cười nói, dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản như vậy, liền lấy điểm thịt nướng ăn. Ôn Thanh Uyển đôi mắt đẹp trên người Mục Vân xem, một người tịch mịch, muốn tìm Mục công tử, giải quyết, không được sao. Nghe đến lời này, Mục Vân cười. Ta cũng không phải cái gì thiết hoa người, ta sẽ chỉ là thủ tồi hoa. Ôn Thanh Uyển giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Thôi, ta đến tìm Mục công tử, đúng là muốn trao đổi một việc. Hợp tác, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo một tia thành khẩn. Chương 3341, Chu Tước Minh Hồn Châu. Ta điều tra qua Hoàng Nguyên Cung sự tình, ngươi cùng chúng ta Kinh Lôi Tông Hứa Giang hợp tác với Mạc Phòng, kết quả Hứa Giang cùng Mạc Phòng, bị Mạc gia tử đệ giết. Cho nên ngươi giết Mạc gia những người kia. Mạc Tử Vân đi tìm ngươi, cũng chỉ là trùng hợp. Bất quá ngươi liên tiếp Mạc Tử Vân cùng một chỗ giết. Ôn Thanh Uyển cười nói, chuyện này, Mạc gia tử đệ đều biết, cho nên hiện tại, đều chuẩn bị tìm ngươi báo thù. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Có ý tứ, trên người ta có bọn hắn nguyên hương giới phù, bọn hắn muốn tìm ta, trực tiếp tới chính là... Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, nhưng bọn hắn không dám. Nếu như ngươi chỉ là giết Mạc Văn Phủ, đoán chừng người nhà họ Mạc đều tìm ngươi. Có thể là Mạc Tử Vân không giống, Mạc Tử Vân có thể là rất mạnh, chết trong tay ngươi. Thí dụ như Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh bực này, tuyệt đối sẽ báo thù, có thể không hội mù quáng. Bọn hắn hiện tại, có lẽ là chuẩn bị đột phá giới thánh, đến giới thánh cảnh giới, lại tìm ngươi báo thù. Mục Vân khóe miệng khẽ nhếch, có ý tứ, tới thì tới đi, Ôn Thanh Uyển lần nữa nói, ta sở dĩ sẽ tìm ngươi hợp tác, cũng là bởi vì cái này cái. Đã ngươi minh hữu không phải ngươi giết, vậy ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lần này, tìm ngươi, hy vọng cùng ngươi nhất đạo, đi Huyền Nguyên Cung nhìn xem. Huyền Nguyên Cung, Tứ Nguyên Cung, bốn tòa chủ cung một trong Huyền Nguyên Cung. Cái này là Tịch Diệp Thanh trưởng lão cùng hắn nói qua. Huyền Nguyên Cung, cung chủ Chu Hòa Tước. Ôn Thanh Uyển cười nói, cái này Chu Hòa Tước, chính là giới thần cảnh giới, từng đạt được nhất môn ngũ phẩm giới quyết, Chu Tước Hỏa Kim Thân. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cẩn thận lên. Cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, bốn đại tông môn võ giả không tìm được, cho nên hẳn là sẽ còn tại Tứ Nguyên Cung di tích bên trong, ta suy đoán lớn nhất khả năng tại Huyền Nguyên Cung bên trong. Mục Vân cười cười, kia tìm được, quy ai đây? Tự nhiên là quy ta. Ôn Thanh Uyển tự tin cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không khỏi nói, đã như vậy, ta có thể được đến cái gì? Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, Chu Tước Hỏa Kim Thân, ngũ phẩm giới quyết, cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tu hành. Trừ cái đó ra, ngươi có thể được đến, chính là một kiện khác đồ vật. Chu Tước Minh Hồn Châu,
Chu Tước Minh Hồn Châu, đó là cái gì? Mục Vân vậy mà không biết. Cửu U nhất mạch, thập phần cường đại, có Chu Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân khẽ giật mình. Quy Nhất, ngươi thức tỉnh rồi. Quy Nhất mở miệng nói, trước đó ngươi gặp được cái kia Mạc Thư Thư, chính là Cửu U Côn Bằng nhất tộc, có lẽ là còn sót lại một người. Chu Tước Minh Hồn Châu, đối giới thánh, khá có chỗ tốt, trợ giúp ngươi ngưng tụ hồn y, giúp ngươi nhanh chóng tấn thăng. Này châu là Chu Tước nhất mạch, dùng Chu Tước Phú Thuế biến, luyện chế mà thành. Quy Nhất lời nói rơi xuống, từ từ nói, tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân, liền không thể dựa vào cái này Chu Tước Minh Hồn Châu đến để thăng giới thánh cảnh giới. Thứ này đúng là chân quý, bất quá ngươi phải cẩn thận nữ nhân này. Mục Vân một thân ảnh tại Chư Thần Đồ Quyển bên trong, cười nói, ta biết, ta cũng không phải ngớ ngẩn. Quy Nhất không lên tiếng nữa. Mục Vân nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, cười nói, đã như vậy, ta ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Kia ta có hay không có thể cho rằng, ngươi là đáp ứng hợp tác rồi. Ôn Thanh Uyển ôn nhu cười một tiếng, đầu ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng, đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười nói, kia, lên đường đi. Tốt, Mục Vân cũng không phải cái gì kéo dài người. Ôn Thanh Uyển tìm tới chính mình, mặc kệ là xuất từ cái gì con mắt, hắn ngược lại là không hề quá lo lắng. Dù sao, tấn thăng đến giới thánh nhất trọng hắn, cũng không sợ cùng là giới thánh nhất trọng Ôn Thanh Uyển. Còn nữa mà nói, chính mình tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể là không có cái gì nhân mạch căn cơ, đối tứ nguyên cung di tích, hiểu rõ tương đối thiếu. Hắn hiện tại cũng là nhìn ra, bốn đại tông môn bên trong, không ít đệ tử cùng cao tầng khá có quan hệ, biết đến sự tình, so hắn nhưng là nhiều hơn. Hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp rời đi, ước chừng ba ngày thời gian, hai thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Bốn phía, sơ hở, điều hưu, hai người thân ảnh dừng lại, Ôn Thanh Uyển thân thể cúi xuống, nhặt lên một mảnh ngói vỡ phiến. Kia ngói vỡ phiến, tựa hồ chịu đựng gian nan vất vả tàn phá, sớm đã là pha tạp không chịu nổi, thậm chí lúc nào cũng có thể vỡ tan. Chính là chỗ này, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía trước, mở miệng nói, nơi đây rất là đặc biệt, cẩn thận cho thỏa đáng. Ôn Thanh Uyển dẫn đường, xuyên qua từng mảnh sơn nhạc. Năm đó Tứ Nguyên Cung, cũng toán huy hoàng qua một đoạn thời gian, có thể là, chung quy là không đủ cường đại, bị diệt nơi đây, di tích cũng là biến thành phế tích, cơ hồ là không có gì bảo tồn lại. Tứ Đại Cung Điện có thể bảo tồn, cũng là bởi vì, cái này là Tứ Nguyên Cung hạch tâm nhất bốn phía. Võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy, hoặc là chi phối tính mạng người, hoặc là bị người chi phối tính mệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi nắm giữ chém giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân thực lực, mà lại ngươi cũng làm như vậy, ta rất thưởng thức, có thể là, có đôi khi, làm, liền muốn trả giá đắt. Nghe đến lời này, Mục Vân cảm giác rất là buồn cười. Làm người khác đao giá lâm trên cổ, hoặc là chết, hoặc là phản kháng, nếu như mặc cho đối phương hạ sát thủ, kia tu võ làm cái gì đây? Một đường làm con rùa, co đầu rút cổ lên, thẳng đến cuối cùng thành vị trí cường giả sao? Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cười lắc đầu. Ẩn tàng nhẫn, vẫn là muốn ẩn nhẫn. Cái này cái ta biết. Mục Vân cũng là cười nói, chỉ là bọn hắn hai cái, cũng không cần ta ẩn nhẫn. Ôn Thanh Uyển không tại nhiều nói. Tiếp xuống, chỉ sợ trong thời gian ngắn, không ít người đều sẽ lựa chọn đột phá giới thánh cảnh giới. Người ta dù đều là giới thánh, nhưng là về sau mấy năm, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía trước. Một vùng núi, xanh tươi tốt. Đại thụ che trời, liên tục. Mà tại kia giữa núi rừng, phảng phất một ít gạch đỏ ngói xanh, tại lúc này bộc lộ tài năng, như ẩn như hiện. Đến, Ôn Thanh Uyển bước chân dừng lại. Vào giờ phút này, bát đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện. Ôn sư tỷ, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đi ra. Cầm đầu hai tên thanh niên, vào giờ phút này nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, ánh mắt mang theo một tia đặc biệt tình cảm. Làm hai người ánh mắt rơi trên người Mục Vân, lại là mang theo một tia cảnh giác. Ôn sư tỷ, vị này là Mục Vân. Ôn Thanh Uyển tùy ý nói, ta tìm đến hợp tác đồng bạn, Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân chính là chết ở trên tay hắn. Lời này vừa nói ra, hai người đều là ánh mắt nhất biến. Mấy người khác cũng là ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ôn sư tỷ, cùng hắn hợp tác, đây không phải là đắc tội Mạc gia sao? Đúng vậy a, Mạc gia Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh, nghe nói đều là đột phá, chúng ta. Ôn Thanh Uyển nghe đến lời này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Nhìn về phía hai người. Lý Tiêu Nhiên, Tề Phương Chu, Ôn Thanh Uyển ngữ khí lập tức lạnh. Chương 3342, Huyền Nguyên Cung. Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh đến giới thánh nhất trọng, ta sẽ sợ bọn hắn sao?
Ôn Thanh Uyển quát, Mục Vân thực lực đủ, đảm phách đủ, cùng chúng ta hợp tác, không hội hại chúng ta. Chẳng lẽ, đi tìm Tổ Vũ, đi tìm Giang Học Khôn bọn hắn sao? Người nhóm nếu là không vui lòng, có thể rời đi đội ngũ của ta. Ôn Thanh Uyển ngữ khí mang theo vài phần nghĩa chính ngôn từ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, kia Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người, đều là sắc mặt xấu hổ. Ôn sư tỷ, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Tề Phương Chu lập tức nói, chỉ là lo lắng, cái này gia hỏa không đáng tin cậy. Yên tâm đi, Ôn Thanh Uyển tiếp tục nói, ta đã điều tra qua, Mục Vân cùng Hứa Giang, Mạc Phòng hợp tác, hai người bị người nhà họ Mạc giết, Mục Vân vì bọn họ báo thù, giết Mạc ra người. Điểm này, Mục Vân đã là cho thấy chính mình đối đãi hợp tác bằng hữu tâm ý. Nghe đến lời này, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người, không nói thêm lời. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, thực sự là thật có lỗi, tại nơi này, đồng môn đệ tử đều không thể tin, cho nên đại gia khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều, mấy người còn lại, giờ phút này cũng là đi tới. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên, nói, bên trong mặt thế nào? Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, còn có chúng ta Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, đều đến. Hai người bọn họ, Ôn Thanh Uyển lông mày nhíu lại. Hai người bọn họ, thế nào nhanh như vậy đến rồi? Ôn sư tỷ, Vũ Mặc cũng không dễ chọc, hiện tại cũng là giới thánh nhất trọng cảnh giới. Ôn Thanh Uyển gật gật đầu, nhìn về phía Mục Vân, giải thích nói, Vũ Mặc là chúng ta Kinh Lôi Tông, thế hệ này, cường đại nhất thiên tài một trong, cùng Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận hai người, tại Kinh Lôi Tông bên trong, danh khí cực kỳ vang dội. Cùng loại với người nhóm Ngọc Đỉnh Viện Liễu Tương Sinh, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn bốn người. Mục Vân không có mở miệng. Thấy cảnh này, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên nội tâm xem thường. Trang cái gì trang, Ngọc Đỉnh Viện Liễu Tương Sinh, thực lực cường đại, nghe nói tùy thời có thể vào giới thánh, chẳng qua là không muốn. Mục Vân không có khả năng không biết, hiện tại biểu hiện cái này lạnh nhạt, khẳng định là trang cao lãnh. Trên thực tế, Mục Vân thật đúng là không rõ lắm. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hắn chỉ biết Hứa Hoan, Kỳ Hàm mấy người. Đến mức Liễu Tương Sinh, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn mấy người. Danh khí thật không có gì vang dội. Cái này Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là, tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng, đồng cảnh giới, Mục Vân thật đúng là không sợ cái gì. Hai gia hỏa này, Ôn Thanh Uyển nhíu nhíu mày, Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, nàng lại là biết. Dù sao tất cả mọi người là cùng chỗ một cái tông môn. Vũ Mặc tại giới Hoàng Hậu Kỳ, liền mạnh hơn nàng một bậc không thôi. Hiện tại mặc dù đều là giới thánh, có thể kết giao lên tay tới. Nàng không cho rằng chính mình là Vũ Mặc đối thủ. Lần này, tựa hồ phiền phức, Ôn sư tỷ, Tề Phương Chu hô một cái. Ôn Thanh Uyển từ từ mở miệng nói, chuẩn bị lên đường đi, đã gặp, nếu là né tránh, ngược lại là khí thế lộ ra chúng ta yếu. Ta cùng Mục Vân đều là giới thánh nhất trọng cảnh giới, cho dù gặp được Vũ Mặc, ngược lại cũng không sợ. Vâng, mấy người đều là đều tránh ra. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía trước. Kia giữa núi rừng, cung khuyết giác linh, như ẩn như hiện. Huyền Nguyên Cung, Tứ Nguyên Cung chủ cung một trong, đến cùng là bực nào bộ dáng, hắn cũng rất tò mò. Mà lại, tại Hoàng Nguyên Cung bên trong, không có gì thu hoạch, chỉ có Huyền Vũ Minh giáp quyết cùng luyện tâm nguyên kiếm tới tay. Cái này quá không hợp hợp hắn đối chủ cung suy đoán. Hiện tại, Huyền Nguyên Cung bên trong, ngược lại là có thể cẩn thận quan sát quan sát. 10 người giờ phút này, lập tức xuất phát, đến cửa cung phía trước. Hai thân ảnh đứng vững. Nhìn về phía 10 người, hai người kia ánh mắt lập tức cẩn thận. Nguyên lai là Ôn sư tỷ, một người trong đó, tựa hồ là Kinh Lôi Tông đệ tử, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển, cười nói, Ôn sư tỷ, hồi lâu không thấy. Dã Nguyên, chúng ta muốn vào Huyền Nguyên Cung, người không ý kiến a? Ôn Thanh Uyển đạm mạc nói, Nga không đúng, hẳn là Vũ Mặc, hắn không ý kiến a? Tự nhiên là không ý kiến, kia Dã Nguyên cười cười nói, chỉ là Ôn sư tỷ cũng phải cẩn thận. Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, cũng tại Huyền Nguyên Cung bên trong, Ôn sư tỷ cần phải chú ý an toàn. Kia cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Ôn Thanh Uyển không nhiều lời, mang theo mấy người, trực tiếp đi vào. Kia Dã Nguyên nhìn xem mấy người tiến nhập, trong tay xuất hiện nhất đạo ngọc bài, mở miệng nói, Vũ Mặc sư huynh, Ôn Thanh Uyển dẫn người đến rồi. Thanh âm tiêu thất, cùng lúc, Huyền Nguyên Cung bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, kết đội mà đi, cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài xõa vai, một thân thanh sắc phú phục. Con mắt sáng tỏ, dáng người cao giáo, một gương mặt phá lệ bình tĩnh. Có thể là cho người cảm giác, lại là như gần như xa.
nam tử bước chân dừng lại, một tiếng kinh dị. Vũ sư huynh, thế nào rồi? Bên cạnh thân một người mở miệng nói. Ôn Thanh Uyển đến, nghe đến lời này, kia người vội vàng nói, có cần hay không ta mang mấy người, cản bọn họ lại. Ôn Thanh Uyển nữ nhân kia, vẫn còn có chút phiền phức. Không cần, Vũ Mặc phất phất tay nói, tới thì tới đi, Cung Tuấn Trường đến, Ôn Thanh Uyển cũng tới, không biết kế tiếp còn sẽ là ai chứ? Giết cũng giết không hết, mà lại cái này Huyền Nguyên Cung, chiếm diện tích khá rộng, muốn phát hiện trong đó huyền bí chỗ, cũng không có đơn giản như vậy. Vâng, Vũ Mặc nhìn về phía trước, từng tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau, một cỗ rộng lớn hùng vĩ khí tượng, dẫn vào tầm mắt. Tứ Nguyên Cung tiền nhiệm sao mà huy hoàng, có thể là cô đơn về sau, cũng là bụi về với bụi, đất về với đất. Cái này đệ thất thiên giới, cuối cùng vẫn là kia bát phương định đoạt. Mà bát hoang điện, lại là bát phương đứng đầu, không người có thể chống lại. Phong Thiên Thần Đế, Thanh Vũ Thần Đế, Vũ Mặc hờ hững nói, Mục Thanh Vũ có thể thành tựu thần đế, kia liền chứng minh, hiện nay thời đại, thiên cơ có thể đổ, ta Vũ Mặc, cũng có cơ hội. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là giới thánh, khoảng cách thần đế, còn rất xa. Có thể là, hắn có lòng tin này, Tứ Nguyên Cung một lòng cường đại, lại là đắc tội Hoàng Các, dẫn tới Hoàng Các chúa tể xuất thủ, diệt Tứ Nguyên Cung. Một người mở miệng nói, chung quy là kiến càng lay cây, quá đề cao chính mình. Hoàng Các, Thiên Thượng Lâu, Đông Thất Vực bá chủ, há lại tốt như vậy trêu đến. Vũ Mặc phất phất tay, lẩm bẩm nói thôi, không nói trước những này, các người mấy người, đi theo ta một đường, lần này ta có thể vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, các người hiện nay cũng là giới hoàng hậu kỳ, lần này cơ duyên, làm trưởng khống được, tranh thủ đến giới thánh. Nhất định, một người khác chắp tay nói, đi theo Vũ Mặc sư huynh, chúng ta là có thể đủ trở nên nổi bật sao? Ngày khác Vũ Mặc sư huynh thành vì ngàn vạn chúa tể, chúng ta cũng có thể tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hô phong hoán vũ. Chúa tể, Vũ Mặc cười cười, chúa tể, cũng không phải hắn truy tìm mục tiêu. Mục tiêu của hắn là xương hào thần xương hào đế, là cái này ngàn vạn thương lan thế giới thần đế. Chương 3343, Chu Tước Phủ Điêu. Mà cùng lúc, một bên khác, một tên dáng người hơi gầy, theo nhạt mặc sắc trường sam thanh niên, mang theo mấy người, cũng là tại Huyền Nguyên Cung bên trong, bốn phía điều tra. Cung sư huynh, một bóng người phi tốc mà đến, vội vàng nói, Ôn Thanh Uyển đến rồi. Đến thì đã có sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Tuấn Trường sắc mặt bình tĩnh, cười cười. Vũ Mặc ở đây, ta còn không sợ, sẽ còn sợ nàng sao? Cùng là giới hoàng cảnh giới, có lẽ ta không bằng Vũ Mặc, có thể là đến giới thánh cảnh giới, ai có thể nói đúng được chứ? Mấy người còn lại, cũng là cười cười. Cung Tuấn Trường chính là bọn hắn trong Quy Nguyên Tông, thanh danh tại ngoại thiên kiêu một trong. Ở Quy Nguyên Tông bên trong, đúng là địa vị cùng thực lực đều là nhất đẳng. Lần này đến giới thánh nhất trọng cảnh giới, thực lực kia nâng cao một bước, hoàn toàn khác biệt. Cung Tuấn Trường phất phất tay, nói, đi thôi, cái này Huyền Nguyên Cung bên trong, đại gia nước giếng không phạm nước sông, nếu thật là xảy ra vấn đề, ai có sợ ai đây? Một câu rơi xuống, Cung Tuấn Trường mang theo đám người rời đi. Cùng lúc đó, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Ôn Thanh Uyển đám người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này Huyền Nguyên Cung cùng Hoàng Nguyên Cung, không có gì quá lớn khác biệt. Cao lớn, hùng vĩ, đại gia bắt đầu cẩn thận. Ôn Thanh Uyển giờ phút này dặn dò, Vũ Mặc cũng tốt, Cung Tuấn Trường cũng tốt, đều không phải dễ trêu, tận lực tránh phát sinh xung đột, nhưng là bọn hắn nếu là kiếm chuyện, chúng ta cũng không quen. Vâng, một nhóm mấy người, hướng phía bên trái mà đi. Ven đường, đi ngang qua mấy chỗ cung điện, tiến vào bên trong, đều là trống rỗng, cơ hồ không có gì vật có giá trị tồn tại. Mục Vân tại Ôn Thanh Uyển bên cạnh, nhịn không được nói, ngươi nếu biết Chu Tước Hỏa Kim Thân này môn giới quyết, kia nên có chút môn đạo a. Luôn không khả năng chúng ta một mực tại nơi đây không có phương hướng tìm. Ôn Thanh Uyển do dự một chút, nhìn về phía Mục Vân, dầu dĩ nói, cũng không phải là ta không có tin tức, có thể là giờ phút này, Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường ở đây, ta lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Nghe đến lời này, Mục Vân hiểu rõ. Bất quá, nếu là như vậy kéo xuống đi, chỉ sợ biết nơi đây người hội càng ngày càng nhiều, chúng ta liền không dễ làm. Mục Vân mở miệng nói, chính ngươi quyết định đi. Ôn Thanh Uyển có do dự. Xác thực, ngay từ đầu, nàng không nghĩ tới, Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường thế mà cũng tới ở đây. Dựa theo Mục Vân nói, tiếp xuống, khả năng đến chỗ này người, hội càng ngày càng nhiều. Ta biết, Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, ngón tay vung lên. Nhất đạo vuông vức hộp gỗ, tại hắn thân trước lơ lửng. Chu Tước Hỏa Kim Thân Quyết, bản thân chính là dùng Chu Tước Long Vũ khắc ấn, cho nên phía trên ẩn chứa cửu U Chu Tước nhất tộc bất tử thần hỏa.
Ôn Thanh Uyển bình tĩnh nói, cái này trong hộp gỗ chứa là chu tước huyền thạch, chính là chu tước sinh hoạt qua địa phương, bất tử thần hỏa dấu vết lưu lại. Tảng đá kia, một ngày tới gần chu tước lông vũ, liền sẽ trở nên nóng rực lên. Nghe được những này, Mục Phân gật đầu nói, đã như vậy, bắt đầu đi. Chu tước hỏa kim thân, người muốn. Chu tước minh hồn châu, quy ta. Ôn Thanh Uyển giờ phút này gật gật đầu. Giờ phút này, tay cầm kia huyền thạch, Ôn Thanh Uyển hướng phía cung bên trong mà đi. Cái này, bên kia, một nhóm mấy người, không ngừng quanh co phía dưới, cuối cùng, đến một tòa cung điện trước. Cung điện này cùng toàn bộ huyền nguyên cung bên trong cái khác cung điện, không có gì chỗ khác biệt. Đến cung điện, nhìn xem bốn phía, Ôn Thanh Uyển cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này cực nóng, Mục Vân nhìn về phía cung điện đại môn, cũng không có gì bảng hiệu, toàn bộ huyền nguyên cung đều là âm u đầy tử khí, nơi đây cũng không ngoại lệ. Đẩy cửa vào, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người, tại lúc này cũng là đi theo tiến nhập. Đại điện, hơi có vẻ sơ hở, toàn bộ bốn phía đại điện, vách tường trụi lùi, điện nội địa mặt bên trên, cũng là không có vật gì, chỉ có chỗ sâu nhất, một mặt tường bích, điêu khắc sinh động như thật phù điêu. Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên, vô ý thức cất bước mà vào. Cẩn thận, Mục Vân vào giờ phút này, lại là ngăn cản hai người. Tề Phương Chu nhịn không được nói, cần dùng tới ngạc nhiên sao? Mục Vân không có nói nhiều, đầu ngón tay một điểm mà ra. Từng đạo giới văn, tại lúc này hội tụ mà ra. Đột nhiên, sơ hở mặt đất, tại lúc này lóe ra đạo đạo ấn ngân. Mặt đất, tản mát ra nhàn nhạt u lục quang mang, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Cái này là, độc, Ôn Thanh Uyển thấp giọng nói. Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người, giờ phút này nghĩ lại phát sợ, nhìn về phía Mục Vân, không có mở miệng. Là song nha u linh mãng độc tố, lớn mạnh một chút song nha u linh mãng độc, liền xem như giới tôn, cũng không chịu nổi. Loại độc tố này, một ngày tiếp xúc đến, liền hội phát tác. Ôn Thanh Uyển biết đến không ít, nhịn không được nói, làm sao qua. Mục Vân nhìn một chút phía trước, lông mày hơi giãn ra. Có thể qua, nơi này là giới trận, ta đối giới trận có hiểu rõ. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển gật gật đầu, bước chân bước vào đại điện bên trong. Lập tức, mặt đất quang mang bốc lên, những cái kia u lục sắc độc tố, tựa hồ muốn bộc phát ra. Mục Vân bàn tay vung lên, đạo đạo giới văn dây lát ở giữa giống như khiêu động tinh linh, tại lúc này ném ra ngoài, ngừng tụ tại tự thân bốn phía. Những cái kia độc tố tại lúc này, dần dần bình ổn xuống tới. Mục Vân một tay vung ra, giới văn xuất hiện lần nữa. Lần này, đạo đạo giới văn, ngưng tụ thành một con đường, trải tại Mục Vân dưới chân. Từng cái theo ta đi, có thể đến bên trong mặt, cẩn thận chút. Đám người nghe đến lời này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây có nguy hiểm, chính là chứng minh, khả năng có một ít đồ tốt. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chu tước hỏa kim thân đối nàng tương đối trọng yếu. Này môn ngũ phẩm giới quyết, nàng nếu là đạt được, ở sau đó giới thánh, giới tôn, giới thần ba đại cảnh giới, đều sẽ tương đối thông thuận. Thậm chí dùng cái này đến giới chủ, thành vì Đông Hoa vực bên trong cường giả tuyệt đỉnh, đều không phải trò đùa. Vào giờ phút này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây lưu lại giới trận, cũng không tính phiền phức. Cẩn thận quy củ, không xúc động nơi này giới văn liền có thể. Rốt cục, 10 người đến đại điện bên trong, tới gần chỗ sâu nhất vách tường biên giới, một mảnh vị trí, cũng không có giới văn ba động vết tích. Đạp đến kia dưới thạch bích, Mục Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có ngươi, Ôn Thanh Uyển gật đầu nói. Người ta là hợp tác, Mục Vân không nói thêm lời, nhìn về phía trên vách tường phù điêu. Phù điêu bên trong, khắc họa là một cái toàn thân vũ rực tối tăm chim. Mục Vân nhìn qua cái này chim bộ dáng, cửu u chu tước, ngàn vạn vực giới, thương lan thế giới bên trong, chí cao vô thượng nhất đẳng chủng tộc, cửu u chu tước nhất tộc bộ dáng. Cánh chim màu đen, ngạo nghễ dáng người, hiện ra ở phù điêu bên trong. Mục Vân cẩn thận quan sát hạ, lại là có thể phát hiện, cái này cửu u chu tước, cùng phượng hoàng nhất tộc, hoàn toàn bất đồng. Phượng hoàng nhất tộc, hỏa phượng băng hoàng hai mạch, càng nhiều hơn chính là làm nổi bật lên một cỗ cao quý, trang nhã, viễn siêu bình thường giống chim cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là cái này chu tước, lại là giống như ma tước thân ảnh phóng đại, chỉ bất quá chu tước là toàn thân tối tăm, lộ ra rất là thần bí u lãnh. Chu tước nhất tộc bất tử thần hỏa, tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đem so sánh với nguyên hỏa, bất tử thần hỏa cũng không rơi vào thế hạ phong. Vào giờ phút này, mấy người đều là ánh mắt dừng lại tại cái này phù điêu chu tước thân ảnh phía trên. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát, lại là không có gì đặc biệt chỗ. Ôn Thanh Uyển giờ phút này trong tay chu tước huyền thạch, đã là muốn hòa tan. Hiển nhiên, nơi này, hẳn là chu tước hỏa kim thân này môn giới quyết chỗ.
Chương 3344, ngươi có thể đứng dậy sao? Ngươi nhóm nhìn kỹ nơi này. Lý Tiêu Nhiên giờ phút này nhìn không được nói, cái này cửu u chu tước con mắt. Cùng toàn bộ phù điêu, hoàn toàn bất đồng. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều là hội tụ tới. Kia cửu u chu tước ánh mắt, đúng là mang theo vài phần lạnh thái, mấy phần hờ hững. Mà lại, một đôi mắt, phảng phất phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn kỹ đôi mắt kia. Từ từ, nhất đạo vòng xoáy, phảng phất cùng Mục Vân hai mắt đối mặt, sau một khắc, trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh, đột nhiên tiêu thất. Ôn Thanh Uyển đám người ánh mắt ngẩn ngơ, biến mất, sao lại thế, Ôn sư tỷ, cẩn thận. Lý Tiêu Nhiên cùng Tề Phương Chu nhìn thấy Ôn Thanh Uyển cũng là đi đến kia phù điêu cửu u chu tước con mắt trước, vội vàng nói. Ta biết, Ôn Thanh Uyển hai mắt nhìn thẳng kia một đôi đồng tử, sau một khắc, thân ảnh tại lúc này, bỗng nhiên tiêu thất. Lý Tiêu Nhiên cùng Tề Phương Chu lập tức khẩn trương, cũng là đều nhìn chăm chú đôi mắt kia. Có thể là nửa ngày thời gian, lại là không thu được gì. Con mắt này, thế mà không có càn quét đến bọn hắn. Lý Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, không có đến giới thánh, vô pháp bị càn quét đi vào. Tề Phương Chu cũng là kịp phản ứng, bọn hắn trong 10 người. Chỉ có Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người là giới thánh cảnh giới. Còn dư 8 người, đều là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Vậy làm sao bây giờ? Tề Phương Chu nhịn không được nói. Chờ, Lý Tiêu Nhiên nhìn chung quanh, nói, đại gia cẩn thận, tại địa phương này chờ đợi. Mấy thân ảnh, đều khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm lời. Vào không được, chỉ có chờ, mà cùng lúc đó, Mục Vân thân ảnh, bịch một tiếng, nện ở cứng rắn mặt đất bên trên. Một trận đau đớn. Càn quét toàn thân, chỉ là, còn chưa ở Mục Vân đứng dậy, bịch một tiếng, vang lên lần nữa, nhất đạo thân thể mềm mại, triệt để nện trên người Mục Vân. Một tiếng duyên dáng gọi to, tại lúc này vang lên. Ôn Thanh Uyển thân ảnh tại lúc này cũng là ngã xuống. Cảm nhận được một trận va chạm, Ôn Thanh Uyển nhìn không được mày nhăn lại, vuốt vuốt chính mình bả vai. Ôn Thanh Uyển, ngươi có thể đứng dậy sao? Mục Vân thanh âm tại lúc này vang lên. Ôn Thanh Uyển ánh mắt sững sờ, nhìn một chút dưới thân. Chính mình chính là ngồi trên người Mục Vân. Không, không có ý tứ. Ôn Thanh Uyển vội vàng đứng lên, chỉnh lý váy áo, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn về phía Mục Vân. Từ từ đứng dậy, Mục Vân cười cười, không có việc gì. Nếu là một khối đá cái này nện xuống đến, Mục Vân chỉ sợ ít không thụ thương. Còn may là một người, còn là một nữ nhân. Đây là địa phương nào? Ôn Thanh Uyển vì để tránh cho xấu hổ, nhìn bốn phía, nhịn không được mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này cũng mới nhìn bốn phía, hai người chỗ, là một cái thông đạo hướng phía trước lan tràn mà đi, mà thông đạo trên tả hữu đều là cứng rắn nham thạch lát thành. Kia nham thạch bên trên, mang theo điểm điểm quang mang, mới không còn làm cho nơi đây nhìn đen xì một mảnh. Tứ Nguyên Cung cung chủ, năm đó cũng là Đông Hoa vực bên trong, một tên thanh danh khá lớn giới chủ cấp bậc cường giả vô địch. Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, Tứ Nguyên Cung tứ đại chủ cung, cũng là phải có một ít kỳ lạ địa phương. Đây có lẽ là mật đạo một loại. Mục Vân gật gật đầu. Tốt xấu, ngày xưa Tứ Nguyên Cung, tuy nói so hiện nay Đông Hoa vực tứ đại thứ nhất đẳng hơi yếu một bậc, có thể đó cũng là có giới chủ cấp bậc cường giả tỏa chấn thế lực. Coi như bị diệt, cũng không có khả năng một điểm đầu óc không có. Tóm lại có một ít địa phương, là những cái kia nhất đẳng thế lực các cường giả sơ sót. Cẩn thận một chút, hai người giờ phút này, tựa hồ ở vào thông đạo điểm xuất phát, phía sau chỉ có một mặt tường, chỉ có thể hướng phía trước đi đi. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh bên trong, đạo đạo giới văn ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị tế ra giới trận, phòng bị hết thảy ngoài ý muốn. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, cũng là không đi trì hoãn, trong tay đạo đạo lực lượng, tại lúc này ngưng tụ. Hai người nhắm mắt theo đuôi, hướng phía thông đạo bên trong mà đi. Không ngừng trước đi, bốn phía sáng ngời từ đầu đến cuối không thay đổi. Ước chừng thời gian một nén nhang, hai người phía trước, tại lúc này, quang mang phát sáng lên. Nhìn kỹ lại. Hai người thân ở cuối lối đi, có thể là dưới chân, lại là sâu không thấy đáy vách núi. Mà thân trước, nhất đạo cầu dây, thông hướng trung tâm. Vị trí trung tâm, một vòng cực nóng quang mang, tản ra nồng đậm hỏa khí. Nhưng là vào giờ phút này, lại nhìn kỹ lại, không chỉ là cái này nhất đạo cầu dây, mà là tứ đạo cầu dây, từ bốn phương tám hướng, thông vào đến kia vị trí trung tâm. Kia là chu tước lông vũ, Ôn Thanh Uyển hoảng sợ nói, giờ phút này, trung tâm thạch đài. Một cái cột đá, từ sâu không thấy đáy bên dưới vách núi tràn lan lên tới. Cột đá to đến mấy trăm trượng, đỉnh cao nhất, kéo lấy nhất đạo ngàn trượng thạch đài. Thạch đài bên trên, một cái hắc sắc lông vũ,
nhẹ nhàng trôi nổi. Hắc sắc lông vũ, nhìn kỹ lại, chừng dài trăm trượng, rộng mấy chục thước. Cửu U Chu Tước một cái lông vũ, Cửu U Chu Tước, trưởng thành cấp bậc, thân thể mở rộng ra, trọn vẹn mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Một cái lông vũ, dài trăm trượng, không hề ngạc nhiên. Mục Vân nhìn xem kia lông vũ, ánh mắt mang theo dò xét. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển lại là ánh mắt ngưng tụ. Là Chu Tước hỏa kim thân, Ôn Thanh Uyển cảm xúc kích động lên. Lần này sở dĩ tới tham gia lần này giới hoàng thí luyện, chính là vì cái này Chu Tước hỏa kim thân quyết. Này môn ngũ phẩm giới quyết, nàng nếu là tu hành thành công, tương lai đến giới thần, cũng không phải việc khó, ngày sau có thể tiến nhập giới chủ, thành vì Đông Hoa vực bên trong cường giả. Đông Hoa vực, thân là Đông Thất vực một trong, thân là đệ thất thiên giới, tứ thập ngũ đại vực một trong, giới chủ, đủ để xưng là một vực bên trong cường giả, tiêu giao tự tại. Chu Tước Minh Hồn Châu đâu? Mục Vân nhìn về phía kia lông vũ nói. Ở phía dưới, Ôn Thanh Uyển giờ phút này chỉ kia lông vũ hạ. Một cái đen nhánh quang mang tán phát hạt châu, ước chừng lớn chừng ngón cái, tản ra một cỗ chế nóng khí tức, tựa hồ đem kia lông vũ kéo lên. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng lại yên lòng. Xem ra, Ôn Thanh Uyển quả nhiên là không có lừa gạt mình. Đi xem một chút, hai người giờ phút này, bước chân bước ra. Chỉ là, vừa tới đặt kia cầu dây bên trên, dây lát ở giữa, phía dưới trong vách núi, gào thét thảm thiết âm thanh, tại lúc này vang lên. Bá bá bá, trong tích tắc, thần hồn nát thần tính, đạo đạo phong nhận, từ đáy vực bay lên. Cẩn thận, Mục Vân một cái đem Ôn Thanh Uyển kéo về. Phong thanh giờ phút này, xuyên qua cầu dây, đối cầu dây lại là không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là bởi vì Mục Vân kéo Ôn Thanh Uyển một cái, kia phong nhận dây lát ở giữa xẹt qua Mục Vân cánh tay, thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung. Mục Vân tâm thần một giật mình, khủng bố, kia phong nhận, khủng bố đến cực điểm, hắn giới thánh nhất trọng cảnh giới, giới y cửu đạo, hồn y nhất đạo, có thể là thế mà bị kia phong nhận, dây lát ở giữa cắt vỡ thân thể. Cái này phong nhận, nếu là cắt chém đến trên người hắn, đủ để đem hắn thân thể xé rách. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, cũng là một mặt tim đập nhanh. Ngươi không sao chứ, nhìn về phía Mục Vân, Ôn Thanh Uyển mở miệng nói. Không có việc gì, Mục Vân nhíu mày, nhìn về phía vách núi. Tựa hồ, không qua được, Mục Vân trong tay, một thanh giới khí lấy ra. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là giết không ít người, đạt được không ít giới khí. Nhị phẩm có rất nhiều. Vào giờ phút này, Mục Vân tiện tay ném ra một thanh nhị phẩm giới khí, đó là một thanh đao, nặng nề, già nua khí tức, tràn ngập ra. Tiếng gió vun vút, tại lúc này vang lên lần nữa. Chương 3345, Vũ Mặc, khanh khanh khanh, đột nhiên, phía dưới, tiếng gió rít gào ở giữa, đạo đạo liệt phong, đem trường đao trực tiếp cắt chém thành từng đoạn. Tốc độ nhanh, lực sát thương cường, Mục Vân sắc mặt cũng là trầm xuống, nhị phẩm giới khí độ cứng cỏi, không bằng thân thể của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là nhìn cái này cắt chém tốc độ, coi như thân thể của hắn đủ mạnh, đó cũng là một mệnh phần. Dưới mắt, tựa hồ cần cẩn thận một chút, Ôn Thanh Uyển giờ phút này, cũng là thần sắc ảm đạm một ít. Mắt thấy chính mình cần thiết, gần ngay trước mắt, nhưng là bây giờ, lại là bị ngăn cản tại địa phương này. Phải làm sao mới ổn đây? Làm sao bây giờ? Ôn Thanh Uyển nhìn không được mở miệng nói. Mặc dù nàng cũng biết, dưới mắt tựa hồ không có gì biện pháp, có thể chung quy là nhìn không được mở miệng. Vách núi này phong nhận, tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh, vẻn vẹn là giới thánh cấp bậc, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ sợ, giới tôn, giới thần cấp bậc, là có thể đủ tiếp chạm đến. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển thần sắc càng là ảm đạm mấy phần. Mắt thấy chính mình tâm đắc, ngay tại thân trước, thế mà là vô pháp đạt được. Loại cảm giác này, để người rất được đả kích, bất quá đừng lo lắng. Mục Vân mở miệng nói, trời không tuyệt đường người. Không sai, trời không tuyệt đường người. Nhất đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên, cùng Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển chỗ cầu dây cửa thông đạo mặt đối lập. Cửa lối đi kia bên trong, một thân ảnh đứng vững. Cung Tuấn Trường, nhìn thấy kia người, Ôn Thanh Uyển thần sắc cẩn thận. Ôn Thanh Uyển, đã lâu không gặp, thanh niên thẳng tắp đứng vững, xa xa nhìn về phía Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người. Đúng là rất lâu không thấy, Ôn Thanh Uyển sắc mặt lại là mang theo vài phần bất thiện. Thế nào, còn đang vì sự tình lần trước, canh cánh trong lòng. Cung Tuấn Trường cười nói, Ôn Thanh Uyển, võ giả chúng ta, tu hành đến một bước này, đều là khó, đúng không? Lần trước ta nếu là cứu ngươi người, khả năng ta hội bỏ ra cái giá khổng lồ, tại cạnh tranh kịch liệt trong Quy Nguyên Tông, không tiến tắc thối, đạo lý này, ta nghĩ ngươi cũng biết. Vô sỉ, Ôn Thanh Uyển lại là phi một cái, lười nhác nói nhiều.
Cung Tuấn Trường cũng là không tại nhiều nói, cười nói, đã ngươi cho rằng như vậy, kia tùy ngươi. Mục Vân nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, nhìn thấy Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển tựa hồ cực kỳ tức giận. Ôn Thanh Uyển trầm giọng nói, lúc trước ta cùng Cung Tuấn Trường đều là giới vương cảnh giới thời điểm, từng tại Đông Hoa Sơn Mạch bên trong lịch luyện tao ngộ, hợp tác đối phó một cái giới hoàng cấp bậc hung thú. Kết quả ai biết, dẫn tới kia hung thú đồng bạn, đối phó một cái chúng ta có nắm chắc, đối phó hai cái chúng ta lại là không được. Lúc ấy ta một vị đồng bạn, bị kia hung thú tươi sống chụp chết. Cung Tuấn Trường ngay tại bên cạnh, hắn như xuất thủ, khả năng hội thụ thương, cho nên hắn lựa chọn không có xuất thủ. Mục Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Ôn Thanh Uyển cắn răng nói, cái này ra hỏa, do theo người không vì mình, trời chu đất diệt, căn bản sẽ không chiếu cố đến hắn nhân sinh chết. Cung Tuấn Trường, ngươi làm sao ở chỗ này? Lại một đạo thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, một đạo khác cửa thông đạo, xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia, Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển đều là ánh mắt khẽ động, thân thể thậm chí đều là căng cứng mấy phần. Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn lại là không có phát hiện cái gì đặc biệt. Thanh niên một thân thanh y, tóc dài phất phới, khí chất đặc biệt, cho người ta một loại trầm ổn đại khí thong dong cảm giác. Đây là, Vũ Mặc, Ôn Thanh Uyển nói ra hai chữ này, thở phào một hơi. Vũ Mặc, Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, Mục Vân hiểu rõ, khó trách Cung Tuấn Trường cùng Ôn Thanh Uyển hai người đều là như thế áp lực. Cái này Vũ Mặc tên đầu, Mục Vân cũng là nghe qua. Quy Nguyên Tông Tam Đại Đỉnh Tiêm Thiên Kiêu, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong, mà Kinh Lôi Tông Tam Đại Thiên Kiêu, chính là Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận cùng với cái này cái Vũ Mặc. Có thể bài danh đỉnh cao nhất giới hoàng, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bất quá, tại giết Mạc gia Mạc Tử Vân về sau, Mục Vân đối cái này cái gọi là Thiên Kiêu, ngược lại là không có cảm giác gì. Mạc Tử Vân, Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh ba người. Có thể là Mạc gia lần này xuất động ba cái đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật đại biểu. Hắn cùng Mạc Tử Vân giao thủ, chém giết Mạc Tử Vân, đúng là cảm nhận được áp lực. Có thể là, cuối cùng vẫn là hắn chém giết Mạc Tử Vân. Bởi vậy, đối với mấy cái này cái gọi là thiên kiêu, ngược lại là không có gì đáng sợ. Huống hồ, Vũ Mặc hiện tại nếu là giới thánh nhất trọng, hắn cũng thế. Đồng cảnh giới hạ, Mục Vân càng sẽ không sợ. Vào giờ phút này, tứ đạo thân ảnh đứng vững tại ba tòa cầu dây về sau thông đạo bên trong. Huyền Nguyên cung bên trong có thể tìm đến kỳ bảo không nhiều, năm đó hoàng các vơ vét một phen, về sau chúng ta tứ đại thế lực tìm kiếm một phen, còn lại 10 điểm hiếm thấy. Vũ Mặc giờ phút này thản nhiên nói, có thể tại địa phương này tìm đến một ít kỳ bảo, thật không đơn giản. Cung Tuấn Trường đứng tại cầu dây sau thông đạo bên trong, cười nói, Vũ Mặc, những cơ duyên này, ngươi còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt sao? Dùng ngươi thiên phú đến giới thánh, tuyệt đối sẽ nhận Kinh Lôi Tông quan trọng nhất tài bồi. Lần này, nhường cho bọn ta được rồi. Nghe đến lời này, Vũ Mặc nhìn về phía Cung Tuấn Trường, ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm. Tặng cho ngươi nhóm, Vũ Mặc lãnh đạm nói, Cung Tuấn Trường, ngươi quả nhiên vẫn là cái này không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Bằng ngươi, cũng xứng để ta tặng cho ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Cung Tuấn Trường sắc mặt khó coi. Vũ Mặc, ngươi không khỏi tự tin quá mức, Cung Tuấn Trường lạnh lùng nói, giới hoàng cảnh giới ta không bằng ngươi, ta thừa nhận, nhưng là bây giờ, đại gia đều là giới thánh nhất trọng cảnh giới. Ai mạnh ai yếu, còn không biết đâu. Nghe đến lời này, Vũ Mặc cười cười, không thèm để ý Cung Tuấn Trường. Bị như thế xem nhẹ, Cung Tuấn Trường thần sắc lạnh lùng. Vũ Mặc, quá đề cao bản thân, tứ đạo cầu dây, xem ra mỗi một đạo, đều là vô pháp đơn độc đến trung tâm. Vũ Mặc từ từ nói, tứ kiểu cầu dây bên trên, đều có người tại. Hiện nay, ba đầu đã có. Chỉ kém cuối cùng nhất đạo, đại gia tại địa phương này, chờ đợi một lát đi. Nghe đến lời này, Cung Tuấn Trường không có nói tiếp. Ôn Thanh Uyển cũng không nhiều lời. Sự tình, càng ngày càng phiền phức. Cung Tuấn Trường ở đây, Vũ Mặc ở đây, lại đến một vị, nhất định là giới thánh. Kể từ đó, nàng cùng Mục Vân, phải đối mặt chính là ba vị giới thánh, hoặc là không thôi. Đừng lo lắng, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, kia Chu Tước Minh Hồn Châu, ta là nhất định được, thiếu không được ngươi. Nghĩ đến Mục Vân trước đó chém giết Mạc Văn Phủ, chém giết Mạc Tử Vân, Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Ngươi chính là Mục Vân A. Vũ Mặc nhìn về phía Mục Vân, từ từ nói, nghe nói ngươi giết Mạc Văn Phủ, Mạc Tử Vân. Không sai, thế nào, ngươi muốn vì bọn hắn báo thù. Nghe được Mục Vân lời này, Vũ Mặc lại là cười cười, lắc đầu. Mạc gia tử đệ, đều là có tiếng không có miếng mà thôi, trong mắt ta, tính không được cái gì. Bất quá, ngươi có thể giết hai người này. Ngược lại là hẳn là so Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển mạnh lên một ít. Có thể là đối mặt ta, người y nguyên sẽ không là đối thủ.
Nghe được Vũ Mặc tự tin như vậy lời nói, Mục Vân cười cười, lại là không có nói nhiều. Một bên, Ôn Thanh Uyển không nói chuyện phản bác, mà đối diện, Cung Tuấn Trường nghiến răng nghiến lợi, lại là ngột ngạt không nói. Mục Vân nhìn về phía kia Vũ Mặc, tự cho là đúng, coi là rất lợi hại đúng không? Đợi chút nữa thật muốn động thủ, đánh cho ngươi gọi cha. Chương 3346, người mặt đâu? Tứ đạo thân ảnh, xa xa đứng vững, ai cũng không có lại ra tay. Mục Vân nhìn về phía đáy vực, cũng là lông mày nhíu lại. Nơi này, đến cùng cái gì huyền diệu, mà lại, đáy vực phong nhận quét đi lên, tốc độ cực nhanh, quả thực là bất khả tư nghị. Quy nhất, người có thể nhìn ra phía dưới là cái gì sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân mở miệng nói, không thể, Quy nhất chi tiết nói. Quy nhất tiếp tục nói, lần trước thi triển vô trần không, hao tổn quá lớn. Hiện tại, thực lực hạ thấp lớn, vài chỗ, ta cũng không dám xâm nhập. Mục Vân nhịn không được nói, vô trần không nhìn rất lợi hại, dạy cho ta đi. Ngươi mặt đâu, ở chỗ này đây, Quy nhất trầm mặc một lát, mới nói, không phải không cho ngươi, là ngươi học không được, ta chính là thời không bản nguyên, cho dù là lại suy yếu, vẫn y như cũ là bản nguyên, vẫn y như cũ là hết thảy nguyên điểm. Như cùng ngươi đại tác mệnh thuật, không phải cửu mệnh thiên tử, là vô pháp thi triển. Minh bạch, Mục Vân nhịn không được nói, kia ngươi cái này cũng không được a, thi triển một lần vô trần không, đem ngươi mệnh đều muốn hao tổn hết rồi. Cút đi, Quy nhất quát lớn, lão tử là bởi vì vô trần không, hao phí kia đại sao. Là bởi vì đánh vỡ đệ cửu thiên giới bích chướng, xuyên qua đến đệ thất thiên giới bên trong đến, hao tổn quá nghiêm trọng. Ta nếu là đỉnh phong, chỉ luận về đối cái này không gian phá bích, toàn bộ thương lan vạn giới bên trong, có thể cùng ta vật tay, trừ đế minh, cũng liền phụ thân ngươi. Mục Vân bĩu môi, không có nói nhiều, ngươi thành thật nói cho ta, có phải là cha ta để ngươi đem ta làm bên này. Vương Tâm Nhã tại nơi này, Cửu Nhi tại nơi này, Minh Nguyệt Tâm tại nơi này, cha ta có phải là muốn để ta đem đệ thất thiên giới đánh xuống. Ngươi đừng nằm mơ, Quy nhất lại là cười nhạo nói, đánh xuống đệ thất thiên giới. Coi như ngươi là xương hào thần xương hào đế cấp bậc, cũng phải mệt chết ngươi. Cái này nói với ngươi đi, đệ cửu thiên giới, đế uyên là bị người âm, cho nên yếu đáng thương. Lại thêm Mục Thanh Vũ âm hắn một tay, dẫn đến đế uyên các yếu như vậy. Có thể là đệ thất thiên giới bên trong, lại không phải. Quy nhất biết đến tự nhiên nhiều, mở miệng nói, đệ thất thiên giới, đế hoàn thiên đế, phong thiên thần đế đế minh đệ thất tử. Kẻ này tại cửu đại thiên đế bên trong, thực lực cũng không tính là yếu. Tại toàn bộ thương lan vạn giới, hết thảy xương hào thần xương hào đế bên trong, kia cũng là xếp hạng thượng đẳng. Dưới tay hắn bát hoang điện, tại đệ thất thiên giới bên trong, tất cả mọi người nói, cùng ngũ linh tộc tương đương, nhưng trên thực tế, mạnh hơn ngũ linh tộc nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân nhịn không được nói, Minh Nguyệt Tâm là ngũ linh tộc tộc trưởng, thủy thần, đó cũng là xương hào thần, cái khác tứ mạch không có. Ngươi cho rằng xương hào thần xương hào đế là rau cải trắng. Liền xem như nhất đẳng thế lực. Cũng không phải đều có bực này cấp bậc nhân vật tồn tại. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra, ngược lại là hắn nghĩ đơn giản. Sở dĩ ta vừa rồi nói, ngoại nhân đều coi là, ngũ linh tộc cùng bát hoang điện là chia 5 năm, đó cũng là bởi vì, năm đó thủy thần xuất hiện, chứng đạo thành xương hào thần. Chỉ là, thủy thần vẫn lạc, ngũ linh tộc hiện tại, so với bát hoang điện, là kém rất nhiều liền. Theo ta thấy, hiện tại Minh Nguyệt Tâm, hẳn là không có khôi phục lại thủy thần cấp bậc, nếu không. Không có khả năng không có một chút tin tức, Mục Vân gật gật đầu, kia Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung đâu, cái này hai đại nhất đẳng thế lực, so với bát hoang điện cùng ngũ linh tộc, lại yếu một ít, không chỉ là hai cái này, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Phạn Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, đều là hơi yếu một bậc. Đương nhiên, có thể được xưng là nhất đẳng thế lực, nội tình thế nào thực lực, tự nhiên cũng là thuộc về vạn giới chi đỉnh. Quy Nhất chân thành nói, nhưng là người phải nhớ kỹ, cùng là nhất đẳng, đó cũng là có mạnh có yếu. Thí dụ như Long tộc Phượng tộc, kia là viễn siêu cái khác nhất đẳng chủng tộc, nhất đẳng thế lực. Nhất là thập đại Long tộc, nếu là có thể bị Tạ Thanh liên hợp lại, kia đoán chừng một cái Long tộc, có thể đánh xuống ba cái thiên giới. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người. Long tộc, mạnh như vậy, điểm này là thật vượt qua hắn dự tính. Long tộc bản thân liền là rất cường đại, nếu không năm đó, Tổ Long cũng không có khả năng cùng Diệp Tiêu Diêu liên thủ, đối phó Đế Minh. Đế Minh, kia là quán xuyên ba cái thời đại nhân vật. Người cho rằng là muốn giết liền có thể giết. Quy Nhất chân thành nói, trên thực tế, nếu là nói, hiện tại, phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ, thuộc về vị diện chi tử đồng dạng tồn tại, kia đế minh chính là ba cái thời đại thiên kiêu chi tử. Ai mạnh ai yếu, liều mạng mới có thể biết. Nghe đến lời này,
Mục Vân nhịn không được nói, vậy ta đâu? Thanh Vũ Thần Đế, vị diện chi tử nhân vật, có thể nói là Thương Lan bên trong, truyền kỳ nhân vật, càng đừng đề cập còn tấn thăng làm thần đế. Phong Thiên Thần Đế, tập hợp ba cái thời đại khí vận vào một thân, xung kích thành thần đế, Liên Trảm Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế đời thứ ba cửu mệnh thiên tử, kia là tuyệt đối thiên kiêu chi tử. Kia hắn đâu, hắn nhưng là cửu mệnh thiên tử, ngươi toán cái dám, Quy Nhất thầm nói, thật đúng là đề cao bản thân. Quy Nhất tiếp tục nói, cái này Thương Lan thế giới, tồn tại mấy trăm triệu năm thời gian, liền nói một ước đến ba ước năm đoạn thời gian kia, đến cùng phát sinh cái gì, không người biết được. Lại nói từ một ước năm trước đến bây giờ, bao nhiêu năm thời gian. Sinh ra nhiều thiếu thiên kiêu, nhiều mầu hùng tài đại lược người. Thời gian vùi lấp bọn hắn tiền nhiệm quang mang, chết, không chết, kia cũng là kỳ nhân. Chờ ngươi đến tình trạng kia, liền sẽ biết những người kia tồn tại. Ngươi thật sự cho rằng, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ sống sót đến xưng hào thần nhóm, xưng hào đế nhóm, chỉ tồn tại đệ cửu thiên giới bên trong. Cửu đại thiên giới, lại thêm từng cái giới vực chỗ bên trong, ai biết người nào vẫn tồn tại. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân nội tâm lật lên đạo đạo kinh thiên hải lãng. Thế giới này, quá lớn. Lớn đến rất nhiều nơi, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đều bị lịch sử vùi lấp. Có thể là bị lịch sử vùi lấp, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Hoặc là chết rồi, hoặc là còn sống, ai nào biết. Phiến thiên địa này, che giấu đồ vật, thực sự là rất rất nhiều. Tiểu tử ngươi hiện tại đến giới thánh cảnh giới, mức Thương Lan thế giới đến nói, cho được cao thủ, nhưng là thật muốn nhìn trộm đến Thương Lan bí mật, vậy ít nhất là chúa tể cấp bậc mới có khả năng sự tình. Mục Vân cười cười nói, chớ xem thường người nha, ta cái này không phải một bước đi tới rồi. Khoảng cách thần đế càng gần, ta cũng là phát hiện, có ý tứ. Cái này thiên địa ở giữa, rất có ý tứ. Quy Nhất không có nói nhiều, có ý tứ nhiều nữa đâu. Chỉ là Mục Vân hiện tại, mới bắt đầu tìm kiếm đến cái này thiên địa ở giữa một mặt. Chúa tể, không đến chúa tể, Mục Vân đúng là không có tư cách gì, đi nhìn trộm cái này thiên địa. Mục Thanh Vũ chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hiện nay, đến cùng đang làm cái gì, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ tên kia, phát hiện sự tình gì sao? Không thể không nói, năm đó Diệp Tiêu Diêu bài trừ chúng dị, để Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ thì thành hôn, xem ra, ánh mắt là thật sự không kém. Có người đến, vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển đột nhiên mở miệng nói. Chương 3347, ta rời khỏi. Mục Vân cũng không tại cùng Quy Nhất tại chư thần đồ quyển bên trong nói chuyện tào lao, ánh mắt nhìn về phía bên phải cầu dây. Tại kia cầu dây kết nối cửa thông đạo, hai thân ảnh, tại lúc này đi ra. Không chỉ Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển nhìn sang, chờ đợi theo Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường, vào giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn. Hai thân ảnh, giờ phút này hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tam Phương. Hứa Phương Lâm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Ngôn, Ôn Thanh Uyển bật thốt lên. Diệp Ngôn, Mục Vân ánh mắt nhìn. Diệp Ngôn, hắn ngược lại là gặp qua một lần. Có thể là kia Hứa Phương Lâm, hắn lại là lần thứ nhất gặp. Vào giờ phút này, hai người cũng là liếc nhìn qua Tam Phương. Thật đúng là xảo, Hứa Phương Lâm cười cười nói, Vũ Mặc, Cung Tuấn Trường, người nhóm đều tại A. Ôn Thanh Uyển, hồi lâu không thấy A. Hứa Phương Lâm từng cái bắt chuyện qua, chỉ là kia Diệp Ngôn, ánh mắt lại là trên người Mục Vân dừng lại. Đến giới thánh cảnh giới, Diệp Ngôn nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được cười nói, tiểu tử, thật sự có tài sao. Ngươi cũng là A, giới thánh cảnh giới, ta còn tưởng rằng ngươi phải cái trên dưới trăm năm đâu. Mục Vân đối chọi gay gắt nói. Đối mặt Diệp Ngôn, Mục Vân cũng là say. Cái này ra hỏa, chính mình cùng hắn liền gặp qua một mặt, bất quá là cùng Tạ Vũ Âm cùng ở tại Tịch Diệp Thanh trưởng lão thủ hạ tu hành, liền bị cái này ra hỏa bắt lấy không thả. Cần thiết hay không, chỉ là đối mặt loại người này, Mục Vân cũng căn bản không để trong lòng. Diệp Ngôn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bất thiện. Mấy người giờ phút này cũng không có hỏi. Rất rõ ràng, Diệp Ngôn tựa hồ cùng Mục Vân không hợp nhau. Điểm này, đối bọn hắn ngược lại là tốt. Bốn đầu đường cáp treo đều có người. Đã như vậy, đại gia cũng nên nhìn xem, đến cùng nên như thế nào phân phối. Vũ Mặc vào giờ phút này mở miệng nói. Đơn độc một đầu đường cáp treo, thông hướng trung ương, đều sẽ gặp được nguy hiểm, nếu như bốn đầu cùng một chỗ, có thể hay không xuất hiện biến hóa. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Mấy người tại đây đợi, cũng là tìm cơ hội, hiện tại ngược lại là có thể thử một chút. Đã như vậy, tất cả mọi người đi hướng đường cáp treo thử một chút xem sao. Lúc này giở trò lừa bịp, ta nghĩ không có gì tất yếu a. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển gật đầu. Một bên khác, Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người cũng không nói cái gì.
Vào giờ phút này, tứ đạo cầu dây, sáu thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí. Giữa lẫn nhau đều đang suy nghĩ gì, kia liền không biết. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển đạp lên cầu dây. Mặt khác ba bên cạnh, Vũ Mặc, cùng Tuấn Trường, Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm bốn người, cũng là đi đến cầu dây bên trên. Giờ khắc này, cuồng phong gào thét, đạo đạo phong nhận, tại lúc này dây lát ở giữa từ cầu dây giết ra. Vô tận đáy vực, phảng phất tiếng gió rít gào, vĩnh viễn không thôi. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh bình ổn đứng vững tại cầu dây bên trên, hai tay một chảo. Phong nhận tại lúc này, bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy. Phong nhận lực lượng, cắt giảm mấy chục lần. Nhanh, Mục Vân giờ phút này lập tức mở miệng nói. Ôn Thanh Uyển giờ phút này còn chưa hiểu. Lại là nhìn một cái, chỉ gặp Vũ Mặc, cùng Tuấn Trường, Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm bốn người, tốc độ đã là tăng tốc, hướng phía trung ương mà đi. Tứ đạo cầu dây đều có người, là có thể đủ duy trì bực này cân bằng. Một ngày có người trước đến, còn có người chưa tới, kia người phía sau liền tao ương. Mục Vân truyền âm nói, Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, tốc độ cực nhanh. Bước chân bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra, lục vị giới thánh, vào giờ phút này, đều là đem hết toàn lực. Mà đột nhiên, kia Vũ Mặc, tại lúc này đến nơi trước tiên cầu dây biên giới, một bước đạp lên thạch đài. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển, Hứa Phương Lâm cùng Diệp Ngôn, cung Tuấn Trường chỗ cầu dây, phong nhận lực lượng bỗng nhiên khuếch trương tăng mấy lần. Đáng chết, Diệp Ngôn chửi nhỏ một tiếng, vừa xài bước ra, song trưởng chụp được. Mượn nhờ trưởng lực, Diệp Ngôn tốc độ gia tăng mấy phần. Vẫn như trước là xuất hiện đạo đạo liệt phong, xé rách Diệp Ngôn quần áo. Bên cạnh, Hứa Phương Lâm giờ phút này cũng là hiểm lại càng hiểm đến thạch đài bên trên. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người, cũng là thân ảnh rơi xuống. Cung Tuấn Trường chậm nhất, cánh tay xuất hiện đạo đạo huyết ngân, vội vàng nuốt vào một cái đan dược. Chậm một bước nữa, hắn sẽ chết. Nhìn về phía Vũ Mặc, Cung Tuấn Trường nhìn không được quát, Vũ Mặc, người muốn hại chết chúng ta. Hừ, thực lực không đủ, chết liền chết rồi, cùng ta có liên can gì? Vũ Mặc hai tay phụ về sau, đạm mạc nói. Cung Tuấn Trường giờ phút này còn nghĩ mở miệng, có thể là nhìn thấy Vũ Mặc sát cơ phóng thích, ngậm miệng lại. Lần này, sáu người hội tụ đến cùng một chỗ. Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển là một đội, Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm là một đội, Vũ Mặc mặc dù mình một đội, có thể là cái này ra hỏa, thực lực đủ mạnh. Trái lại cuối cùng, hắn ngược lại là yếu nhất một cái kia. Cung Tuấn Trường lựa chọn chịu đựng, hiện tại nếu là mở miệng, cùng Vũ Mặc giao thủ lên, kia có lẽ chết cái thứ nhất người, chính là hắn. Vào giờ phút này, sáu người, tứ phương, đứng tại bốn cái vị trí, giữa lẫn nhau thẩm tra đối phương. Chu Tước Long Vũ, ấn khắc Chu Tước Hỏa Kim Thân. Vũ Mặc mở miệng nói, ngũ phẩm giới quyết, năm đó Huyền Nguyên cung cung chủ Chu Hòa Tước sở tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân. Thứ này, đối ta vô dụng, không chỉ là Vũ Mặc, giờ phút này Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm hai người, cũng là một trận tẻ nhạt vô vị. Chu Tước Hỏa Kim Thân, tu hành điều kiện, quá gian nan. Bọn hắn không thích hợp, muốn tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân, kia là cần Kim Thân nhận cực lớn rèn luyện, đầu tiên, thể chất phải có hỏa thuộc tính. Ba người bọn họ, thể chất đều không thích hợp. Nhưng là cũng không phải nói cái này giới quyết không muốn. Bọn hắn không thích hợp, đều mang về tông môn bên trong những người khác, tóm lại là có thích hợp. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là minh bạch điểm này. Nói thế nào, Hứa Phương Lâm giờ phút này mở miệng, nhìn về phía mấy người, cười nói, này môn giới quyết, quy ai? Tự nhiên là người có tài mới chiếm được, Vũ Mặc hờ hững nói. Nơi đây, hắn tự nhận thực lực tối cường, dù sao, giới hoàng cảnh giới. Hắn cũng so Diệp Ngôn, Ôn Thanh Uyển mấy người cường. Đến giới thánh, hắn vẫn y như cũ là so mấy người kia cường. Quy ngươi, vì cái gì, Diệp Ngôn giờ phút này cười nhạo nói, người Vũ Mặc mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chúng ta sáu người, tại chỗ đến xem, người giống như Cung Tuấn Trường, một người đến, vậy thì phải nhượng bộ một ít. Nghe đến lời này, Vũ Mặc cười cười. Hai người, phế vật liền xem như một đám, cũng đỉnh không cái trước hữu dụng. Lời này vừa nói ra, Diệp Ngôn sầm mặt lại. Mục Vân, Diệp Ngôn mở miệng nói, ta muốn tìm làm phiền ngươi, có thể không phải hiện tại, chúng ta bốn người liên thủ, giết bọn hắn hai cái. Lời này vừa nói ra, Cung Tuấn Trường biến sắc, chuyện hắn lo lắng nhất đến. Bốn người này nếu là liên thủ, hắn cùng Vũ Mặc, tuyệt đối tao ương. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ta rời khỏi, Cung Tuấn Trường giờ phút này vội vàng mở miệng nói, cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, ta không dùng đến. Người nhóm nếu là cần, người nhóm cầm đi. Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm nhìn về phía Cung Tuấn Trường, không có nói nhiều.
Vũ Mặc vào giờ phút này, nhìn về phía hai người. Nhân số có thể quyết định cái gì sao? Ngươi nhóm cũng quá tự cho là đúng. Một câu rơi xuống, Vũ Mặc thể nội, khí tức ngưng tụ, một cỗ cường hoành áp chế lực, càn quét ra. Đã như vậy, ngươi nhóm bốn người, cùng lên đi. Nhìn xem bốn người, Vũ Mặc trên thân, bộc phát ra đạo đạo chiến ý. Chương 3348, ngươi thật không nguyện ý hợp tác. Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người, đều là ánh mắt khẽ động. Vũ Mặc quá ngạo khí, không nghĩ tới, đến mức này, vẫn y như cũ là như thế ngạo khí. Một đối bốn, cái này ra hỏa, quá tự cho là đúng đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người, vào giờ phút này cũng là nhìn về phía Vũ Mặc. Cái này ra hỏa, tự ngạo không tưởng nổi. Tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng cảnh giới, ai không phải mỗi một cái tông môn bên trong thiên kiêu nhân vật. Nơi đây đến giới hoàng cảnh giới mấy vạn người, chỉ có cực ít một bộ phận đến giới thánh. Mà bọn hắn chính là kia cực ít một bộ phận một trong. Hứa Phương Lâm cùng Diệp Ngôn cũng là nhìn về phía Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển. Mục Vân, chúng ta sự tình, đợi chút nữa lại toán, hiện tại trước liên thủ, đối phó Vũ Mặc. Diệp Ngôn mở miệng nói, nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Chúng ta sự tình, Mục Vân nhịn không được cười nói, ngươi ý là, ta cùng Tạ Vũ Âm sự tình. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ta cùng Tạ Vũ Âm, có chuyện gì? Diệp Ngôn giờ phút này quát, Mục Vân, ngươi đừng không biết điều. Muốn hợp tác, vậy sẽ phải bày ra hợp tác thái độ đến, ngươi đây là thái độ gì? Mục Vân cười nhạo một tiếng nói, hợp tác với ngươi, ta còn sợ sau lưng ngươi đâm đau đâu. Giờ khắc này, tràng cảnh càng thêm hỗn loạn tựa hồ. Vũ Mặc muốn một chiến bốn. Diệp Ngôn muốn cùng Mục Vân liên hợp, có thể là Mục Vân tựa hồ không hề vui lòng. Vũ Mặc vào giờ phút này quát, đừng nói nhảm, ta không có thời gian cùng các ngươi hao phí tại nơi này. Nếu là cái này trừ Chu Tước Hỏa Kim Thân, không có cái gì khác kỳ lạ, ta liền chuẩn bị rời đi. Diệp Ngôn lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, quát ngươi thật không nguyện ý hợp tác. Không, Mục Vân kiên cường nói, hắn không có gì sợ hãi Diệp Ngôn tất yếu. Cái này ra hỏa, nhìn thấy hắn chính là hai người một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng. Hắn cùng Tạ Vũ Âm, vốn là không có gì. Lại nói, cho dù hắn cùng Tạ Vũ Âm có cái gì, lại cùng cái này ra hỏa có quan hệ gì. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển cũng là không có mở miệng. Nàng đối Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người, lúc đầu cũng liền không tín nhiệm. Vũ Mặc hừ một tiếng, trực tiếp đi ra. Nói nhảm nhiều lắm, một câu uống xong, Vũ Mặc xong quyền tề xuất, giây lát ở giữa thẳng hướng Diệp Ngôn cùng Mục Vân hai người phương hướng. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trước một bước. Một quyền trực tiếp ném ra. Một bên khác, Diệp Ngôn cũng là dây lát ở giữa giết ra. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, vừa chạm vào tức mở. Hứa Phương Lâm cùng Ôn Thanh Uyển hai người, ngược lại là không có xuất thủ. Hai người vào giờ phút này, đồng dạng cẩn thận một người. Cung Tuấn Trường nói chính mình không nhúng tay vào, có thể là trời mới biết, cái này ra hỏa có thể hay không ngồi ngư ông đắc lợi. Đại gia thật tin hắn lời nói, kia mới gọi ngốc. Vũ Mặc, Mục Vân, Diệp Ngôn ba người, giờ khắc này ở trung ương giao thủ với nhau. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía kia lông vũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh dây lát ở giữa sông ra. Liền biết ngươi sẽ ra tay. Hứa Phương Lâm giờ phút này, cũng là bước chân bước ra, ngăn cản Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đối Chu Tước Hỏa Kim Thân khát vọng, quá cường liệt. Này môn giới quyết đối nàng, 10 điểm phù hợp. Hứa Phương Lâm, ngươi muốn ngăn ta sao? Ôn Thanh Uyển quát, sợ ngươi hay sao? Hứa Phương Lâm giờ phút này, lại là căn bản không thèm để ý. Hắn là thật sự không thèm để ý. Này môn giới quyết, hắn là không thể tu luyện không giả, có thể là ngũ phẩm giới quyết, kia là rất chân quý. Cầm lại đến tông môn, hồi đoái thành tu hành cần thiết đan dược, thần binh, kia cũng là cực lớn một bút tài phú. Cái này chắp tay cho Ôn Thanh Uyển, hiển nhiên là không có khả năng. Vào giờ phút này, hai người giao thủ, mà đổi thành một bên, Mục Vân, Vũ Mặc, Diệp Ngôn ba người. Lại là căn bản không có gì liên thủ. Ba người công kích, thời thời khắc khắc phòng bị hai người khác. Tràng cảnh triệt để loạn, Cung Tuấn Trường giờ phút này đứng ở một bên, thi triển ra giới lực, phòng hộ thân thể mình. Năm người, đánh lên. Hắn làm sao bây giờ? Cung Tuấn Trường nhìn về phía Lông Vũ, nhìn về phía năm người, nhìn về phía hai đạo vòng chiến vị trí. Hắn nếu là hiện tại xuất thủ đi lấy Lông Vũ, năm người kia sẽ lập tức không chút do dự, giết hắn. Có thể là nhìn thấy năm người vô pháp phân tâm, hắn đứng ở chỗ này không làm gì, quá ngu. Suy đi nghĩ lại, Cung Tuấn Trường còn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Không thể ra tay, chí ít, các loại năm người phân ra thắng bại, lại nhìn tình huống.
Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đất đá, rất kiên cố, cho dù là giới thánh, cũng rất khó ở trên lưu lại vết tích. Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người, ai cũng không dám toàn lực ứng phó, đam tâm cung Tuấn Giải sẽ ra tay tập sát. Cho nên hai người, ngược lại là phân không ra thắng bại tới. Có thể là Mục Vân, Vũ Mặc, Diệp Ngôn ba người, đó là thật, chiêu chiêu muốn mạng, liều lĩnh. Vũ Mặc cao ngạo, đánh trong đáy lòng chướng mắt Mục Vân cùng Diệp Ngôn hai người, tự nhiên muốn giết hai người xong việc. Diệp Ngôn thì là nhìn thấy Mục Vân, sát khí ngưng tụ. Đến mức Mục Vân, nhìn xem hai cái này, một cái cao ngạo, một cái nhỏ hẹp, càng là không có nương tay. Ba người ở giữa, giới lực bạo liệt, Trúc Long thủ, Diệp Ngôn một câu uống xong, một tay chảo ra, bàn tay kia giết ra dây lát ở giữa, một phân thành hai, thẳng hướng Vũ Mặc cùng Mục Vân hai người. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang, tê liệt thủ trưởng. Mục Vân đồng thời, nhất kiếm lấy ra, kiếm khí chặt đứt bàn tay. Diệp Ngôn, uổng ngươi cũng là Ngọc Đỉnh Viện thiên tài đứng đầu một trong, không nghĩ tới, liền cái này phần thực lực. Vũ Mặc cười nhạo nói, ta còn thực sự là xem trọng ngươi nhóm. Diệp Ngôn nghe đến lời này, thần sắc lạnh lẽo. Cái này ra hỏa, cũng là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân thật sao, dù thanh danh không hiện, có thể là theo ý ta lên, so ngươi lại là mạnh hơn. Mục Vân cười nhạo nói, ta cần dùng tới ngươi nhìn. Thật đề cao bản thân rồi. Cái này ra hỏa, đã sớm nhìn khó chịu, mở miệng một tiếng ngữ khí, đem mình làm thiên vương lão tử đồng dạng. Xem ai đều là không lọt mắt, không lọt mắt, trên thực tế chính mình lại là cái thá gì. Vũ Mặc ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, cười cười, có ý tứ, ngược lại thật sự là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt không thay đổi. Luyện tâm nguyên kiếm, tam phẩm giới khí, phối hợp với hắn sở tu hành vẫn tinh thần kiếm quyết, đối mặt Vũ Mặc, hắn căn bản không sợ. Mục Vân, Diệp Ngôn mở miệng nói, người ta đều là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, có thể là Vũ Mặc không phải. Ngươi ngậm miệng đi, Mục Vân quát, ta cùng Tạ Vũ Âm là đều tại Tịch Diệp Thanh trưởng lão môn hạ, cho nên cùng một chỗ học tập giới trận, đi được gần, kia là một cách tự nhiên. Ngươi vừa xuất hiện, một trận khoe khoang chính mình, cảnh cáo ta hương vị. Liên quan gì đến ngươi? Mục Vân nhịn không được mắng, đừng nói ta cùng Tạ Vũ Âm không có chuyện gì, coi như chúng ta thành đạo lữ, ngươi quản được sao? Ngươi thích nữ nhân, nam nhân khác liền không thể tới gần, không thể trò chuyện rồi. Nếu là viện trưởng nói muốn cưới Tạ Vũ Âm sư tỷ, ngươi có phải hay không đi giết viện trưởng? Bị Mục Vân quát lớn một trận, Diệp Ngôn sắc mặt lạnh lùng. Ngươi muốn chết, ta là muốn chết, ngươi giết ta sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Diệp Ngôn nhìn về phía Vũ Mặc, thanh âm bình tĩnh nói, Vũ Mặc, tiếp tục như vậy, phân ra thắng bại quá khó, kẻ này, ta trước hết giết, nếu là ta bất lực cướp đoạt Chu Tước Hỏa Kim Thân, kia Chu Tước Hỏa Kim Thân cho ngươi. Nhưng là kẻ này, ta tất sát. Chương 3349, thu hồi ngươi kia một bộ. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, Vũ Mặc đứng vững chỗ, khá có hứng thú nói tốt, hai người các ngươi giao thủ, bên thắng đánh bại ta, ta rời khỏi. Đừng ở kia trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc, khinh miệt nói, làm thịt hắn, liền giết ngươi, một mực mũi vểnh lên trời, ngươi cho rằng ngươi là thần đế à. Vũ Mặc sắc mặt lãnh đạm mấy phần, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Ngôn, ta còn thực sự là hy vọng, ngươi có thể giết hắn. Tất nhiên, Diệp Ngôn giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, sát khí nghiêm nghị. Mục Vân tay cầm luyện tâm nguyên kiếm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngôn. Cái này ra hỏa, để hắn cũng là rất là bất đắc dĩ. Quá đề cao bản thân, cũng không phải chuyện tốt. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay, phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang. Từng đạo kiếm khí càn quét ra, Diệp Ngôn hừ lạnh một tiếng, hai tay xuất hiện hai đạo chủy thủ. Kia chủy thủ toàn thân kim quang lấp lóe, kim quang bên trong, ẩn chứa một tia dòng khí màu xám, như ẩn như hiện. Dòng khí màu xám, từng đạo, tựa hồ cùng Diệp Ngôn bản thân dung hợp. Nhìn về phía Mục Vân, Diệp Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bá, một giây lát ở giữa, Diệp Ngôn thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Ngôn thân ảnh, xuất hiện lần nữa, nhất đạo chủy thủ, giây lát ở giữa hướng phía Mục Vân cổ lao đi. Mục Vân bàn tay tại lúc này đẩy ra, trường kiếm lại là hướng phía sau lưng chém xuống. Khanh, phía sau, là một cây chủy thủ tại lúc này xuất hiện, bị Mục Vân trường kiếm ngăn cản xuống tới. Mà thân trước, Diệp Ngôn bàn tay bị Mục Vân gắt gao bắt lấy. Đáng chết, Diệp Ngôn khẽ quát một tiếng, phía sau kia chủy thủ, giây lát ở giữa xuất hiện tại hắn trong tay, hướng phía Mục Vân vọt tới. Đinh, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này,
trở về đến Mục Vân thân trước. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bất thiện, Phượng Vũ nhất kiếm chạm, trong khoảnh khắc, nhất kiếm vung ra, vẫn tinh thần kiếm quyết, tại lúc này thi triển ra. Nhất kiếm chém ra, đạo đạo kiếm mang cho người ta một loại khiếp người tâm mang cảm giác tới. Cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra, thiên địa ở giữa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, phảng phất vào giờ phút này, chỉ này nhất kiếm, làm cho lòng người khó bình. Diệp Ngôn cảm nhận được cực kỳ cảm giác bất an, thân ảnh giây lát ở giữa rút lui, hai thanh chủy thủ tại lúc này, giao nhau trước người. Hai tay bên trong, lực bộc phát phóng thích ra, oanh, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Diệp Ngôn chỉ cảm thấy, gò má bị kiếm khí cắt chém đau nhức. Tích tích tiên huyết, tại lúc này vẩy mở. Giờ khắc này, Diệp Ngôn sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Mục Vân kiếm khí dần dần tiêu tán, Diệp Ngôn lúc này mới thở dốc một hơi. Một bên khác, Vũ Mặc thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mục Vân kiếm, rất mạnh, cho hắn một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, muốn tìm ta phiền phức, cũng không nhìn một chút chính ngươi, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân giây lát ở giữa giết ra. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh cùng chủy thủ thân ảnh, giúp nhau quấn quanh. Suy suy kéo kéo thanh âm, tại lúc này vang lên. Mọi người đều là cảm giác được, toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là trở nên chậm chạp mấy phần. Kia là nhận Mục Vân cùng Diệp Ngôn ảnh hưởng dẫn đến. Long tường nhất kiếm chạm, giống, nhất kiếm chém ra, tiếng gào thét tại lúc này, không ngừng vang lên. Nổ tung, tràn ngập thiên địa ở giữa. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, kiếm khí kia bên trong ẩn chứa theo khủng bố lực bộc phát. Xoẹt một tiếng, Diệp Ngôn quần áo trên người phá tan tới, kêu thảm tiếng vang lên, Diệp Ngôn toàn bộ người, thân ảnh rút lui. Cơ hồ kém chút, rơi xuống đến thạch đài bên ngoài. Kia thạch đài bên ngoài, có thể là phong nhận lúc nào cũng có thể sẽ xông lên, xoắn nát thân thể. Diệp Ngôn vào giờ phút này, một trận hoảng sợ, nhìn về phía Vũ Mặc, Diệp Ngôn quát kẻ này bất phàm, Vũ Mặc, người ta liên thủ, chém giết kẻ này. Nghe đến lời này, Vũ Mặc nhìn một chút Mục Vân. Nhìn một chút Diệp Ngôn, nhịn không được cười nói, ta có thể giết chết, Diệp Ngôn, người cái này nhận thua sao? Nghe đến lời này, Diệp Ngôn chửi nhỏ một tiếng, ngươi có thể giết cái cầu. Mục Vân kiếm, vô cùng kinh khủng, mà lại vận dụng kiếm chiêu, đem giới lực vận dụng cực kỳ hoàn mỹ, giết. Thế nào giết, cho dù là Vũ Mặc, Diệp Ngôn cũng cảm giác được, cũng không nhất định là Mục Vân đối thủ. Người tự đại này, hiện tại còn giống như cái kẻ ngu giống như đang quan chiến. Thiên Hồng nhất kiếm chạm, Mục Vân kiếm, lại lần nữa động, một đạo kiếm khí, trực tiếp thăng không, giây lát ở giữa giáng xuống. Phảng phất thiên không, rơi xuống nhất đạo kiếm cầu vồng, dục muốn xé rách thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Ngôn thần sắc dữ tợn, Vũ Mặc, ta chờ ngươi. Một câu uống xong, Diệp Ngôn toàn thân cao thấp, dòng khí màu xám lưu động. Chỉ là, tại đối mặt Mục Vân kiếm khí hạ, kia dòng khí màu xám, dần dần tán loạn, dần dần sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ngôn thân thể, tại lúc này cũng là hoàn toàn tán loạn. Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm thấy cảnh này, ánh mắt ngốc trệ, quá khủng bố, cứ như vậy dễ dàng, chém giết. Mục Vân kiếm thuật, rất mạnh, Vũ Mặc vào giờ phút này, hai mắt lấp lóe quang mang nhàn nhạt. Không tệ, có thể giết Diệp Ngôn, người so Ôn Thanh Uyển, Hứa Phương Lâm bọn hắn lợi hại nhiều. Vũ Mặc thản nhiên nói, thu hồi người kia một bộ được không? Nhìn xem buồn nôn, Mục Vân nhịn không được nói, lão đem mình làm thành thiên hạ thứ nhất, không biết ngươi chết rồi, vẫn sẽ hay không cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Mục Vân là thật sự có giận, trang cái gì trang, coi như Vũ Mặc rất lợi hại, có thể là tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng, ngươi có thể chạm giới thánh nhị trọng, là thiên tài, là yêu nghiệt. Có thể là đối mặt giới tôn, đối mặt giới thần, thậm chí là đối mặt giới chủ, không phải là một con đường chết. Làm cho chính mình nói giống như là thần đế ở trong mắt mình cũng không tính là cái gì giống như. Vũ Mặc cười cười, xem ra, ngươi rất tự tin, ta cái này không phải tự tin, chỉ là không quen nhìn ngươi tự ngạo, ngớ ngẩn. Vũ Mặc lắc đầu, nếu như thế, giết ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không cho là ta là tự ngạo. Một câu rơi xuống, Vũ Mặc khí tức, tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ. Giới thánh nhất trọng cảnh giới, hùng hậu giới lực, nhất đạo, ngưng tụ tại thân thể bốn phía. Mục Vân giờ phút này, tay cầm luyện tâm nguyên kiếm. Đại Vũ Thần Quyền, đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, Vũ Mặc thể nội giới lực, tựa hồ tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ làm một điểm, hóa thành quyền mang, trong chớp mắt chính là bay thẳng Mục Vân mà đi. Phượng Vũ nhất kiếm chạm, nhất kiếm chém ra, nhất đạo thần phượng dáng người, giây lát ở giữa hướng phía kia quyền mang cắn xé mà đi. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ tung vang lên, quyền mang bị thôn phệ,
Thần phượng kiếm khí tại lúc này, trực tiếp bị quyền mang nổ tung, mà quyền mang cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hai người đứng vững 100 mét khoảng cách. Vũ Mặc nhìn về phía Mục Vân, cười cười, xem ra, thật có chút tài năng. Có thể ngậm miệng sao? Mục Vân thản nhiên nói. Vũ Mặc cười cười, rất ngạo khí một người, thực lực đúng là không kém, thế nhưng lại là muốn chết. Vũ Mặc một câu rơi xuống, vọt thẳng ra. Mục Vân vào giờ phút này, cũng không nói nhảm, trực tiếp chém giết mà ra. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa tại thạch đài bên trên, bộc phát ra cường hoành giới lực ba động. Một bên khác, Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người, đã dừng tay. Mà đứng ở một bên Cung Tuấn Trường, vào giờ phút này, nội tâm càng là sợ hãi. Hắn làm sao bây giờ? Hắn nhưng là một người đến. Mục Vân cùng Vũ Mặc, ai sống ai chết khó mà nói. Có thể là sống sót đến cái kia, sẽ bỏ qua hắn sao? Cung Tuấn Trường vào giờ phút này thậm chí hối hận chính mình tại Huyền Nguyên Cung bên trong, phát hiện mật đạo, đến chỗ này. Chương 3350, tác mệnh tử thần liêm. Nhưng là bây giờ, lại là không chỗ có thể trốn. Leo lên cái này thạch đài, đại gia là cùng một chỗ. Hắn hiện tại rời khỏi, tám thành sẽ bị phong nhận cho cắt chém thành toái phiến A. Không, 10 thành, 100% sẽ bị cắt chém thành toái phiến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Cung Tuấn Trường nội tâm biệt khuất, lúc đầu coi là tất cả mọi người là chia 5 năm, nhưng là bây giờ, căn bản không phải có chuyện như vậy. Diệp Ngôn cái này ra hỏa, cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, bị Mục Vân chạm. Mục Vân cùng Vũ Mặc lại là nhìn không kém nhiều, chính mình tại hai người bọn họ trong tay, kia chính là mặc người nắm. Làm sao bây giờ, có thể làm sao, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem. Vào giờ phút này, Vũ Mặc nhìn về phía Mục Vân, mặt mỉm cười. Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, bá đạo khí thế, tại lúc này tản ra. Cái này ra hỏa, đã sớm thấy ngứa mắt, hiện tại, ở trước mặt mình trang cái gì? Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm giây lát ở giữa chém ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm, một đạo kiếm khí, hóa thành phi phượng, giây lát ở giữa trải rộng ra hai cánh, thẳng hướng Vũ Mặc. Vũ Mặc sắc mặt không thay đổi, đấm ra một quyền. Oanh, tiếng nổ tung, càn quét tại thạch đài bên trên, Cung Tuấn Trường giờ phút này, lập tức tránh đi. Một bên khác, Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người, cũng là tại lúc này tránh ra tới. Giới thánh nhất trọng, năm người đều là giới thánh nhất trọng, có thể là, thời khắc này Mục Vân cùng Vũ Mặc, cho người cảm giác, lại là hoàn toàn khác biệt. Cường thịnh khí tức, khuếch tán ra đến ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Vũ Mặc mang đến cho hắn một cảm giác, đúng là rất mạnh. Võ giả, cảnh giới giống nhau, có thể phát huy thực lực, lại là có khác biệt. Cái này Vũ Mặc, so Diệp Ngôn, đúng là cao hơn một cái cấp độ tới. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Vũ Mặc cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân, quả thật là không đơn giản. Nói nhảm nhiều quá, Mục Vân lười nhác nói nhiều, trực tiếp đấm ra một quyền, sát phạt chi khí, tại lúc này cất giấu ra. Sát na, kiếm thứ hai giết ra, long tường nhất kiếm chạm, giống như thần long xuất thế, trao liệng cửu thiên. Kiếm khí ầm vang ở giữa khuếch tán ra tới. Khí tức bá đạo, một làn sóng thắng qua một làn sóng, điệp ra ra. Vũ Mặc vào giờ phút này, hiểu ý cười một tiếng, mặt ngoài thân thể, xuất hiện nhất đạo khải giáp. Trên hai tay, tại lúc này, xuất hiện nhất đạo ngưng tụ lực lượng. Bá đạo khí thế, bốc lên ra. Diệt linh thần quyền, một quyền giết ra, tiếng bạo liệt, tại lúc này khuếch tán. Oanh, thần long cắn xé quyền kình, hai cỗ lực lượng, giây lát ở giữa chiến đấu lên. Mục Vân vào giờ phút này, cũng không nói nhảm. Khí thế mạnh mẽ, tại lúc này ngưng tụ, từng đạo lực lượng, càn quét thiên địa, cho dù ai đều là cảm giác được, đất trời bốn phía ở giữa, phảng phất lực lượng muốn bộc phát. Hai người giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, sát phạt khí tức nồng đậm, Mục Vân kiếm, Vũ Mặc quyền, không phân cao thấp, xé rách thiên địa thương khung cảm giác, quanh quẩn tại Hứa Phương Lâm, Ôn Thanh Uyển cùng Cung Tuấn Trường ba người trong tim. Cho tới giờ khắc này, ba người mới phát giác, Vũ Mặc mạnh bao nhiêu, Mục Vân mạnh bao nhiêu, coi như đều là giới thánh nhất trọng, kia chênh lệch cũng là cực lớn. Thiên hồng nhất kiếm chạm, bát thần quyền, hai đạo tiếng gầm vang lên, Vũ Mặc cùng Mục Vân thân ảnh, tại lúc này giây lát ở giữa đập đến cùng một chỗ. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, đạo đạo xé rách thiên địa thanh âm, tại lúc này tán loạn. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Vũ Mặc càng là thu hồi khinh thường Mục Vân tâm tư. Không thể không thừa nhận, người đúng là có tư cách làm ta Vũ Mặc đối thủ. Một câu, đại biểu Vũ Mặc đối Mục Vân công nhận. Có thể là Mục Vân,
cần hắn Vũ Mặc công nhận sao? Đáng tiếc, ngươi lại là không có làm ta đối thủ tư cách. Mục Vân lắc đầu, vừa xài bước ra, quyền phong gào thét ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Vũ Mặc huy quyền ngăn cản. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là đột nhiên, nhất kiếm giết ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm, có thể là lần này, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân kiếm, quang mang vạn trượng, thân thể của hắn tại lúc này, phảng phất cùng luyện tâm nguyên kiếm kết hợp với nhau. Kiếm thể, Hứa Phương Lâm giờ phút này kinh hô một tiếng nói. Kiếm thể, kiếm khách truy tìm cực hạn, người cùng kiếm, không phân khác biệt. Kiếm thể chi ý cảnh, cùng chia cửu đoán. Nhất đoán chính là đối kiếm khách kiếm nhất trọng tăng trưởng. Cửu đoán chính là cửu trọng tăng trưởng, có thể là cái này cửu trọng. Cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn kiếm thuật uy lực tăng trưởng, càng là võ giả cùng kiếm dung hợp tăng trưởng. Người cùng kiếm chân chân chính chính hợp nhất, kia chính là cực hạn bộc phát, nhất môn ngang nhau cấp bậc kiếm thuật, kiếm thể kiếm khách thi triển, cái kia uy lực, là mạnh hơn bình thường nhân số lần. Mục Vân kiếm thể, tựa hồ là, nhị đoán, giờ khắc này, Vũ Mặc ánh mắt cũng là biến ảo. Kiếm thể nhị đoán, đây chính là Mục Vân nội tình, nhị đoán kiếm thể, tại lúc này bộc phát, Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Một giây lát ở giữa uy lực gia tăng mấy lần. Kiếm khí chém vào xuống. Vũ Mặc song quyền quyền sáo tại lúc này bộc phát ra vạn trượng quang mang. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên. Một cái đối bính hạ, Vũ Mặc sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người, tại lúc này chật vật rút lui. Giờ khắc này, Hứa Phương Lâm, Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển ba người, trợn mắt hốc mồm. Vũ Mặc, bị đánh lén thương, chưa thi triển kiếm thể Mục Vân, chém giết Diệp Ngôn. Mà bây giờ thi triển kiếm thể, thương thích Vũ Mặc. Cái này cái Mục Vân, thật rất mạnh, Hứa Phương Lâm giờ phút này có ngốc, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, lúc nào, Nhân Đạo Viện bên trong, xuất hiện một cái quái thai như vậy. Vẻn vẹn là cái này phần thực lực, cho dù là tiến vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, đó cũng là hội tỏa hào quang rực rỡ. Mục Vân cho người cảm giác, rất nguy hiểm, Hứa Phương Lâm vào giờ phút này, cũng là có nghĩ mà sợ. Diệp Ngôn cái này ngu xuẩn, hại chết hắn, tiếp xuống. Nên như thế nào? Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc, lãnh nguyệt nói, người cái này tự xưng là bất phàm người, nên như thế nào, ngăn cản ta kiếm? Cái này hỏi một chút, làm cho Vũ Mặc sắc mặt tái xanh. Mục Vân quá khủng bố. Vũ Mặc lau đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Vũ Mặc cười nhạo nói, Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện có ngươi nhân vật như vậy, thế mà không muốn người biết, xem ra, cùng là thứ nhất đẳng thế lực, Ngọc Đỉnh Viện không hề kém. Có thể là ngươi cho rằng, chiếm chút món lời nhỏ, chính là ngươi mạnh hơn ta, có thể so sánh cùng ta so rác rồi. Vũ Mặc vào giờ phút này, hai tay vung vẩy ra. Từng đạo cường hoành khí tức, tại lúc này nở rộ ra. Bá đạo khí thế, lệnh người cảm giác được nội tâm rét run. Từ từ, Vũ Mặc trong tay, xuất hiện một thanh thần binh. Kia thần binh, nhìn, giống như một cái liêm đao. Chỉ là, liêm đao lưỡi đao, trọn vẹn tiếp cận dài 1 mét. Mà chuôi đao, càng là có dài 1 trượng. Nhìn kỹ lại, uy vũ bất phàm. Vũ Mặc cầm trong tay liêm đao, hờ hững nói, tam phẩm giới khí, tác mệnh tử thần liêm. Toàn bộ kinh lôi tông bên trong, có thể làm cho ta sử xuất như thế thần binh, duy chỉ có Tô Diệu Vinh cùng Trác Hồng Vận hai người mà thôi, ta vốn cho rằng, lần này đối mặt hắn tông đệ tử, không cần sử xuất này binh khí. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể là, cũng vẻn vẹn như thế. Tác mệnh tử thần liêm, Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm, quang mang lóe lên. Long tường nhất kiếm chạm, nhất kiếm giết ra, Mục Vân theo kiếm mà động, kiếm thể tại lúc này, càng là quang mang vạn trượng. Oanh, Vũ Mặc vào giờ phút này, càng là một liêm trực tiếp hoành chặt mà ra. Chương 3351, cảm nhận được sao? Hai thân ảnh, tại lúc này va nhau, tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra tới, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Thạch đài giờ phút này run rẩy kịch liệt, Hứa Phương Lâm ba người thậm chí cảm giác. Hai người này tiếp tục liều đấu tiếp, có thể hay không đem cái này thạch đài cho đánh băng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy bọn hắn liền xong đời rồi. Chỉ là giờ phút này, hai người kịch chiến, hiển nhiên là không hội cứ thế từ bỏ. Mục Vân chém xuống một kiếm, Vũ Mặc một liêm vung ra, kiếm mang cùng tử khí dây lát ở giữa va chạm. Lần này, Vũ Mặc ngăn cản xuống tới. Mục Vân giờ phút này, cũng là hơi kinh ngạc, cầm trong tay tác mệnh tử thần liêm Vũ Mặc. Tựa hồ toàn bộ người khí thế hoàn toàn biến. Một loại âm lãnh, tĩnh mịch khí tức, vần quanh tại Vũ Mặc thân thể bốn phía. Nếm thử sự lợi hại của ta đi, Mục Vân, người đáng chết mà không tiếc. Cười lạnh một tiếng, Vũ Mặc giây lát ở giữa, tác mệnh tử thần liêm, một liêm chặt xuống.
khanh, lưỡi kiếm cùng liêm nhận vạch ra đạo đạo hỏa quang. Giới lực điên cuồng ép buộc, hai người đem hết toàn lực, áp chế đối phương. Thiên hồng nhất kiếm chạm, Mục Vân khí tức bộc phát ra, bức lui Vũ Mặc. Vào giờ phút này, Vũ Mặc lại là cười nhạo một tiếng. Tác, một câu uống xong, kia tác mệnh tử thần liêm nhận, tại lúc này thoát ly liêm chui, một giây lát ở giữa, thẳng hướng Mục Vân. Một màn này, phát sinh quá nhanh, Mục Vân đưa tay đấm ra một quyền. Chỉ là kia liêm nhận lại là đâm rách Mục Vân bàn tay bên ngoài giới lực phòng hộ, thổi phù một tiếng, tại Mục Vân trên cánh tay, lưu lại một đạo huyết ngân. Quan chiến ba người, giờ phút này tâm cũng là bị nhấc lên. Vũ Mặc, không thể coi thường a, cái này ra hỏa, tại Kinh Lôi Tông mấy vạn đệ tử bên trong, đứng hàng đầu, cùng Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận hai người đặt song song, há lại chỉ là hư danh. Ngạo khí, cái này ra hỏa cũng nắm giữ ngạo khí tư cách, Mục Vân giờ phút này, nhìn xem trên cánh tay mình vết máu, lông mày cau lại. Vũ Mặc giờ phút này, bước ra rút lui. Xem ra, ngươi thật không gì hơn cái này. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, nói cùng ngươi đã giết ta giống như. Xem ra ngươi còn không biết, Vũ Mặc âm lãnh cười một tiếng. Tác mệnh tử thần liêm, đứng sừng sững ở thân trước. Kia liêm nhận chỗ, tiên huyết tí tách một tiếng, nhỏ xuống trên mặt đất. Vũ Mặc từ từ nói, bị ta gây thương tích, kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, đột nhiên, tác mệnh tử thần liêm nhận, quang mang lóe lên. Mục Vân tiên huyết, tại lúc này giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Liêm nhận, hàn mang lóe lên, Mục Vân sắc mặt cẩn thận, chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Mục Vân chỉ cảm thấy, trái tim phù phù một tiếng, bỗng nhiên nhảy động một cái. Cảm thấy sao? Vũ Mặc cười nhạo nói. Cảm thấy, tử vong uy hiếp sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân toàn bộ người, thân ảnh hơi run run. Phảng phất giờ khắc này, toàn thân huyết dịch, đều là nhận một loại áp chế lực, giống như nguyền rủa. Vũ Mặc cười ha ha nói, tác mệnh tử thần liêm, phàm là bị nhiễm tiên huyết võ giả, bị này liêm thôn phệ tiên huyết, cái kia liên tiếp theo bản thân, khí huyết lại nhận áp chế. Khí huyết, là võ giả căn bản. Mục Vân, người khí huyết bị ta áp chế, người như thế nào là đối thủ của ta? Ôn Thanh Uyển nghe đến lời này, chửi mắng một tiếng, hèn hạ. Hèn hạ, Vũ Mặc cười cười, cái gì gọi là hèn hạ? Ta thắng mà không võ sao? Nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, Vũ Mặc cười khẩy. Võ giả nhất đạo, quỷ đạo là đạo. Chính Mục Vân không biết, tùy thiện công kích, bị hắn gây thương tích, bị hắn giết chết, kia chính là thực lực không bằng hắn. Uy, vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc, mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng, cái này có thể giết ta sao? Nghe đến lời này, Vũ Mặc sắc mặt không thay đổi. Đừng giả bộ khang làm bộ, ngươi bây giờ đã là đến cực hạn, một hồi sẽ qua thời gian. Ngươi chỉ sợ chính là hội chống đỡ không nổi. Mục Vân cười cười, ngươi xác định. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm bộc phát ra đạo đạo kiếm mang. Ong ánh kiếm khí, tại lúc này, quanh quẩn mà ra. Vô dụng, Vũ Mặc giờ phút này, tác mệnh tử thần liêm xuất hiện. Tác mệnh tử thần liêm tại lúc này giết ra, Mục Vân toàn bộ người, lập tức thân ảnh cùng tốc độ nhận chậm lại. Tử thần liêm tại lúc này, giây lát ở giữa giết ra. Khanh, chỉ là... Mắt thấy kia tử thần liêm sắp đâm xuyên Mục Vân thân thể. Có thể là trong chốc lát, nhất đạo đỉnh cái bóng, xuất hiện tại Mục Vân thân trước, ngăn cản tử thần liêm công kích. Âm vang giao thoa âm thanh, tại lúc này vang lên. Vũ Mặc thân thể tại lúc này, nhận áp chế, lập tức rút lui. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại tiếp tục đuổi kịp. Ngươi cho rằng, liền ngươi có chút thủ đoạn sao? Mục Vân một câu uống xong, hỏa đỉnh tại lúc này, một tiếng ầm vang, trực tiếp nện xuống. Đạo nham tương. Tại lúc này băng mở, kia nham tương, hóa thành từng đầu cánh tay, giây lát ở giữa đem Vũ Mặc kéo xuống trong đỉnh. Thiên địa hồng lô, ba cước trèo trống, tại lúc này, hỏa lò bốn phía, hỏa diễm bao phủ, nham tương phát ra từ từ lạp lạp thanh âm. A, kêu thảm thanh tại lúc này vang lên, Mục Vân ánh mắt khinh miệt, Vũ Mặc vào giờ phút này, muốn giãy giụa, có thể lại là vô pháp giãy giụa. Thiên địa hồng lô dù không phải đỉnh phong hồng hoang chi khí cấp bậc, có thể là đối phó giới thánh, còn là dư xài. Giờ khắc này, đất trời bốn phía ở giữa, yên tĩnh im ắng. Vũ Mặc kêu thảm âm thanh, cũng là từ từ bị hòa tan. Ngay tiếp theo kia tác mệnh tử thần liêm, tại lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thở ra một hơi, một chút tử ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ôn Thanh Uyển giờ phút này vội vàng tới gần. Không có sao chứ, không có việc gì. Mục Vân nhìn về phía bên cạnh thân, kia Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, cũng là ánh mắt nhìn tới. Ta trước khôi phục. Người cẩn thận hai người, quẳng xuống lời này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, thần thái bình tĩnh. Tựa hồ,
tại chỗ Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, sớm đã là bị hắn coi nhẹ. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, lại là vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía hai người. Hai người này, đến cùng như thế nào tâm tư, nàng nhưng không biết. Nếu là giờ phút này hai người xuất thủ, nàng là cản không xuống. Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, người nhóm còn muốn sao? Lời này vừa nói ra, hai người lập tức sắc mặt biến hóa. Còn muốn chết còn tạm được. Không cần, không cần. Cung Tuấn Trường vội vàng nói, hy vọng Mục công tử cùng Ôn tiểu thư có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Cung Tuấn Trường giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, trên thực tế, hắn căn bản không có phạm sai lầm. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ, không sai cũng là có sai. Người đây, Hứa Phương Lâm. Hứa Phương Lâm nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, lại nhìn một chút Mục Vân. Ta vốn là cùng Mục Vân không thù, Diệp Ngôn một lòng muốn giết Mục Vân, ta cùng Diệp Ngôn kết bạn mà đi, chỉ thế thôi. Việc đã đến nước này, ta tự nhiên là sẽ không muốn giết Mục Vân. Hứa Phương Lâm nhìn về phía Mục Vân ngồi xếp bằng thân ảnh, thở dài. Ai biết Mục Vân hiện tại có phải là ngụy trang? Hắn hiện tại xuất thủ, chết làm sao bây giờ? Hứa Phương Lâm nội tâm thở dài. Lần luyện tập này kết thúc, chỉ sợ Mục Vân tên đầu, hội tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, triệt để truyền ra. Đến thời điểm, vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện Mục Vân, lại sẽ như thế nào? Hứa Phương Lâm thở dài. Vạn giới rộng lớn, thiên kiêu, cũng có mạnh yếu. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy hai người trung thực xuống tới, nội tâm yên lòng. Nếu là hai người giờ phút này nổi loạn, nàng thật đúng là lo lắng, chính mình ứng đối ra sao. Dù sao, lấy một địch hai, nàng cũng không phải đối thủ. Chương 3352, ai dám động đến Ngô chủ? Nhìn xem hai người, tựa ở một bên, không hề tới gần. Ôn Thanh Uyển đi đến kia lông vũ phía dưới, vẫy tay một cái, đạo đạo lăng lệ hỏa diễm, tại lúc này tách ra hào quang chói mắt. Kia lông vũ tại lúc này, dần dần xuất hiện biến hóa. Từ nơi sâu xa, phảng phất nhất đạo toàn thân tản ra u quang Chu Tước thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người, đều là trên mặt kinh hãi. Khó trách Ôn Thanh Uyển cùng Mục Vân nhất đạo, cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, đối bọn hắn là vô dụng, vô pháp tu hành. Có thể là Ôn Thanh Uyển lại là có thể. Khó trách Ôn Thanh Uyển như thế quan tâm, chỉ là, Mục Vân lại là vì cái gì mà đến. Chẳng lẽ chính là vì Ôn Thanh Uyển, làm mỹ nhân cười một tiếng, không đến mức đi, từ từ, kia lông vũ, biến mất không thấy gì nữa. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, thể nội khí tức, hơi biến hóa. Trong lúc mơ hồ, trong chớp nhoáng này bên trong, Ôn Thanh Uyển tựa hồ toàn bộ người, trở nên hoàn toàn khác biệt. Liên liên cảnh giới, tựa hồ cũng bắt đầu buông lỏng. Ôn Thanh Uyển ánh mắt kinh hỉ, Chu Tước Hỏa Kim Thân, so với nàng trong tưởng tượng, càng thêm dung hợp. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển ánh mắt không thay đổi. Chu Tước Hỏa Kim Thân quyết, Huyền Nguyên Cung cung chủ Chu Hòa Tước sở tu ngũ phẩm giới quyết. Nghe nói, cùng cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân đi theo mà xuất hiện, chính là Chu Tước Minh Hồn Châu, ẩn chứa thần thú Chu Tước một tia hồn lực, có thể rèn luyện giới thánh cảnh giới hồn y. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên, kia cầu dây một bên, một thân ảnh xuất hiện, kia một thân ảnh, cất bước mà tới, đạp lên cầu dây, giờ phút này, cầu dây phía dưới, thế mà không có phong nhận xuất hiện. Mà làm thân ảnh kia đi ra ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này, cũng là từng cái đi ra. Ôn Thanh Uyển ánh mắt lướt tới, nhìn thấy kia một thân ảnh, ánh mắt bất thiện. Tổ Vũ, vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Cái này ra hỏa, làm sao lại xuất hiện tại địa phương này? Ôn Thanh Uyển, người cho rằng, chỉ có người tin tức tương đối nhiều sao? Thanh niên kia, một bộ lục bào, khí tức lâu dài, cười lên, một đôi mắt híp thành một đường. Chu Tước Hỏa Kim Thân, ta cũng vô pháp tu hành, người đạt được, quy ngươi. Bất quá nương theo mà thành Chu Tước Minh Hồn Châu, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, nhường cho ta như thế nào? Tổ Vũ giờ phút này cười nói, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, giờ phút này đứng ở cùng một chỗ. Năm vị giới thánh nhất trọng, Tổ Vũ, cũng là Kinh Lôi Tông một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Hắn thành giới thánh, trên thực tế, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm không hề ngạc nhiên. Nhưng là, bên cạnh hắn bốn người kia, thế mà cũng đều là giới thánh cảnh giới. Cái này có không thể tưởng tượng, Chu Tước Minh Hồn Châu, ta cũng muốn. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cường thế nói, Tổ Vũ, nơi đây phát sinh sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất giả vờ như không biết cho thỏa đáng. Xem ra, đạt được Chu Tước Hỏa Kim Thân, thực lực đại tiến, lòng tự tin cũng tới đến. Tổ Vũ giờ phút này cười cười nói, Ôn Thanh Uyển, ngươi xác định sao?
Tổ Vũ lời này vừa nói ra, bốn người sau lưng, tại lúc này đi ra. Năm vị giới thánh nhất trọng, Ôn Thanh Uyển mày nhăn lại, Cung Tuấn Trường, Hứa Phương Lâm, Tổ Vũ nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, xuất thủ một lượt đi, cái này Chu Tước Minh Hồn Châu, chỉ có một cái, ta tự nhiên là muốn, có thể là Ôn Thanh Uyển đến giới thánh, trên thân còn là có không ít đồ tốt, người nhóm cũng có thể phân điểm canh uống, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Uyển bước chân lui lại, đến Mục Vân thân trước, nhìn về phía mấy người, ánh mắt cẩn thận. Tổ Vũ đột nhiên đến, làm cho sự tình trở nên phức tạp. Mà lại, kia tứ đạo cầu dây liệt phong phong nhận, thế mà biến mất. Ôn Thanh Uyển âm thầm ảo não, nếu không phải là nàng cấp thiết thu lấy lông vũ, có lẽ phong nhận không hội tiêu thất a. Chỉ là, cân nhắc đến Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm ở đây, nàng cũng là lo lắng chậm thì sinh biến. Nhưng là bây giờ, phạm phải sai lầm lớn. Cung Tuấn Trường, Hứa Phương Lâm, thế nào? Bị dọa cho bể mật gần chết sao? Tổ Vũ lần nữa nói, hợp tác hay không, chính các ngươi phán đoán. Vào giờ phút này, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, ánh mắt lấp lóe. Hợp tác, còn là không hợp tác, tốt, Hứa Phương Lâm giờ phút này mở miệng, Mục Vân giao cho chúng ta hai người, Ôn Thanh Uyển ngươi nhóm năm người giết. Nghe đến lời này, Tổ Vũ cười cười, này mới đúng mà, tốt xấu có chút điên đấu chi tâm, bị một cái bị trọng thương người dọa cho bể mật, cũng quá không có phong độ. Tổ Vũ cười cười, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, Ôn Thanh Uyển, nghe nói người tại chúng ta Kinh Lôi Tông bên trong, thanh danh khá lớn, không biết nhiều thiếu đệ tử, hàng đêm mơ tới người đây. Tổ Vũ cười. Tiếu dung dần dần âm lãnh, ta cũng không gấp gáp, nhanh như vậy giết ngươi, ngươi, Ôn Thanh Uyển thân thể cứng ngắc, tức giận đến không nhẹ. Ngươi thật sự cho rằng, ăn chắc ta rồi, không có không có, Tổ Vũ lắc đầu nói, một mình ta, không giết được ngươi, thậm chí khả năng còn không phải ngươi bây giờ đối thủ, nhưng là năm người. Ngươi không phải là đối thủ, Ôn Thanh Uyển sắc mặt khó coi, giờ phút này, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường tụ tập lại một chỗ. Thật muốn xuất thủ, sợ cái gì? Hứa Phương Lâm quát, cái này ra hỏa thụ thương, chúng ta còn không phải đối thủ. Vừa rồi tiểu đỉnh kia, người cũng nhìn thấy, uy lực mạnh hơn tác mệnh tử thần liêm, chúng ta nếu là đạt được. Cung Tuấn Trường vào giờ phút này, cũng là ánh mắt lạnh lùng lên. Không sai, cẩn thận một chút, để phòng có trá. Hai người giờ phút này, một trái một phải, nhìn về phía Mục Vân. Mà giờ khắc này, Tổ Vũ năm người, đem Ôn Thanh Uyển vây lại. Bốn người khác, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường cảm giác. Cẩn thận một chút đều. Tổ Vũ cười ha hả nói, nếu là hạ thủ quá nặng, mấy người các ngươi, có thể là không có vui vẻ vật. Minh bạch, hiểu, vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển nội tâm phát hận. Giết, Tổ Vũ một câu uống xong, giây lát ở giữa xuất thủ. Oanh, chỉ là, còn chưa ở Tổ Vũ vào tới Ôn Thanh Uyển thân trước. Một bên khác, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. A, kêu thảm tiếng vang lên. Kia Hứa Phương Lâm thân thể, tại lúc này rút lui, một cái tay, bao trùm lấy hỏa diễm, thiêu đốt lên hắn bàn tay. Mùi thịt phiêu tán ra, giờ phút này, mấy người đều là nhìn về phía Mục Vân. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Mục Vân thân trước, thế mà xuất hiện một thân ảnh. Một bộ trường sa màu đỏ, liền đới theo mái tóc dài màu đỏ rực kia, từ trên xuống dưới, cho người ta một loại cực hạn hỏa hồng sắc đánh vào thị giác. Cổ linh ở đây, ai dám động đến Ngô chủ? Một tiếng quát khẽ, nổ bể ra tới, cường thịnh khí tức, càn quét ra, bàn cổ linh xuất hiện, giờ khắc này, kia Hứa Phương Lâm kêu thảm không ngừng, có thể là bàn tay hỏa diễm, lại là từ đầu đến cuối vô pháp dập tắt. Vạn bất đắc dĩ, Hứa Phương Lâm một cái tay khác thành đao, giây lát ở giữa chặt xuống. Tiên huyết chảy ra, Hứa Phương Lâm sắc mặt trắng bệch. Trên mặt đất, bàn tay kia, dần dần cháy đen, cuối cùng, hóa thành nhất đạo cho tàn. Thấy cảnh này, Hứa Phương Lâm thịt đau không thôi. Đến cảnh giới cỡ này, nhục thân bị hủy đi một bộ phận, tự nhiên là có thể tái sinh. Có thể là tái sinh bộ phận, lại cần thiên tài địa bảo rèn luyện rèn luyện. Nếu là vô pháp cùng bản thân triệt để dung hợp, thậm chí hội lưu lại tai họa ngầm. Đáng chết, Hứa Phương Lâm quát khẽ nói. Một bên khác, Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là ánh mắt sững sờ. Chương 3353, giới thánh nhị trọng. Kia Mục Vân bên cạnh, thế mà còn có như thế cường giả. Thế nào xuất hiện? Vừa rồi bọn hắn ai cũng không có cảm giác đến, bàn cổ linh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, kém chút làm thịt Hứa Phương Lâm. Giờ khắc này, bàn cổ linh nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hấp thu hỏa nguyên giới thạch chi uy hắn, một mực tại chư thần đồ quyển bên trong tu hành. Mà tới hiện tại, cũng là thành công đặt chân giới thánh cảnh giới.
Mục Vân trước đó đã dặn dò hắn, cẩn thận trông giữ, dù sao, nhận kia tác mệnh tử thần liêm công kích, Mục Vân cũng không thể không lập tức đem chính mình máu trong cơ thể toàn bộ tẩy lễ một lần. Vào giờ phút này, bàn cổ linh toàn thân khí tức khuếch tán ra đến, nhìn về phía Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người. Chủ nhân nhà ta tha các ngươi không chết, ngươi nhóm thật sự cho rằng, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Một tiếng chất vấn, thanh thế kinh người. Hứa Phương Lâm sắc mặt trắng bệch, Cung Tuấn Trường giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi. Do dự cái gì, một bên, Tổ Vũ lại là quát lớn, một cái giới thánh mà thôi, hai người các ngươi động thủ, giết không được hắn sao. Hiện tại đã xuất thủ, giết không chết hắn, ngươi nhóm đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người, triệt để ngẩn người. Đúng a, giết không chết Mục Vân, bọn hắn đều phải chết, dù sao, đã xuất thủ, một sát na kia quyết định, để bọn hắn đã là không thể quay đầu. Muốn chết, bàn cổ linh giờ phút này, vừa sải bước ra, thể nội khí tức, giây lát ở giữa tăng vọt. Một cỗ áp chế nồng đậm uy nghiêm, tại lúc này khuếch tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này bàn cổ linh khí tức trong người, hiển nhiên không phải giới thánh nhất trọng đơn giản như vậy. Cái này, ít nhất là giới thánh nhị trọng. Bàn cổ linh khẽ nói, muốn chết. Một câu uống xong, hai tay vung ra, hai đạo hỏa long tại lúc này, giây lát ở giữa càn quét mà ra. Gào thét mà ra khí lãng, mang theo nóng rực khí tức, nướng theo hai người thân thể. Một sát na này ở giữa, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này là thực lực gì, quá khủng bố. Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là sắc mặt ngẩn ngơ. Đúng là rất khủng bố, cho dù là giới thánh nhị trọng, cũng chớ nên cường thịnh như vậy đi. Bàn cổ linh vốn là năm loại nguyên hỏa tụ tập thể, hấp thu hỏa nguyên giới thạch uy năng, đến giới thánh nhị trọng cảnh giới, vốn là tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, thì triển ra bản thân uy lực, đúng là kinh người. Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người, giờ phút này sát khí ngưng tụ, tản mát ra cường hoành ba động. Có thể là, đối mặt bàn cổ linh, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì áp chế năng lực. Không phải là đối thủ, thật không phải là đối thủ, chênh lệch rất lớn, Tổ Vũ giờ phút này, sầm mặt lại, xuất thủ trước, giết Ôn Thanh Uyển, giờ phút này, chỉ có thể như thế, diệt một cái, lại đi giải quyết một cái khác, mới có cơ hội. Bằng không mà nói, thật là một con đường chết, giết, năm thân ảnh, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Cường thịnh sát khí, càn quét thiên địa, giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, vài vị giới thánh khí tức kinh khủng. Thương lan thế giới, ngàn vạn giới vực, thiên địa thánh nhân, thiên địa quân nhân, giới vị, chúa tể, cái này tứ đại cảnh giới tầng thứ. Đến giới vị cảnh giới tầng thứ, đã là ít có ngàn vạn trong đại lục, chỉnh thể cao thủ cấp bậc. Giới vị sáu đại cảnh giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ, đến giới thánh cảnh giới, kia chính là một phen khác thiên địa. Giờ phút này, vài vị giới thánh toàn lực xuất thủ, có thể nghĩ, công kích tấn mãnh, hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Ôn Thanh Uyển lập tức cảm giác được áp lực thực lớn. Rất lớn áp lực, năm vị giới thánh nhất trọng công kích, có thể nghĩ, gặp phải áp bách, là mạnh bao nhiêu. Ôn Thanh Uyển dần chống đỡ không nổi, chết, một trường vỗ ra, Tổ Vũ vào giờ phút này, đột nhiên một trường vung ra ở giữa, cường hoành giới lực, giây lát ở giữa từ Ôn Thanh Uyển phía sau, càn quét mà ra, một trường đánh trúng Ôn Thanh Uyển. Một ngụm máu tươi phun ra, Ôn Thanh Uyển sắc mặt trắng bệch. Tổ Vũ, Ôn Thanh Uyển phẫn nộ quát, ngươi thật vô sỉ. Tổ Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, nhịn không được nói, thực sự là không có cách, dù sao bên kia, có một cái giới thánh nhị trọng, trước tiên cần phải giết ngươi mới được a. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển giận dữ. Vẻn vẹn là hai vị giới thánh nhất trọng, nàng có thể ngăn cản. Có thể là năm vị, quá khó, cho dù là dùng chu tước hỏa kim thân dung hợp, thế nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là, tuyệt không đến giới thánh nhị trọng cảnh giới. Không đến nhị trọng, thực lực tóm lại là vô pháp chất biến. Kia liền vô pháp đến cực hạn đề thăng, đối mặt năm cái giới thánh nhất trọng, cho dù là giới thánh nhị trọng, cũng là khó có thể chịu đựng vây công. Ôn Thanh Uyển giờ phút này nội tâm biệt khuất, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới, Tổ Vũ thế mà lại tại lúc này xuất hiện. Rất gấp sao, Tổ Vũ cười lạnh nói, ta so ngươi càng gấp gáp. Ngươi gấp cái gì, gấp gáp chịu chết sao? Một thanh âm, tại lúc này vang lên, Tổ Vũ cười nhạo nói, ta tự nhiên là vội vã. Chỉ là, một câu còn không nói xong, Tổ Vũ toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, giây lát ở giữa tránh ra tới. Mà hắn vị trí chỗ ở, bị một đạo kiếm khí, giây lát ở giữa đánh tan. Mục Vân, Tổ Vũ nhìn về phía kia một thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo.
Mục Vân, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía sau lưng. Mục Vân giờ phút này, cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Uyển. Không có sao chứ, Mục Vân cười cười nói, thật có lỗi, chỉ hoãn một chút thời gian. Ta không sao, Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Mục Vân lại lần nữa cười cười, nói, đã như vậy, tiếp xuống, giao cho ta đi. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Tựa hồ, Mục Vân không giống. Mục Vân ánh mắt không thay đổi, thể nội khí tức, từ từ đề thăng. Nhất đạo cường hoành hồn phách áp lực, càn quét ra. Đạo thứ hai hồn y, tại lúc này xuất hiện. Giới thánh nhị trọng, Ôn Thanh Uyển ngẩn người. Giới thánh nhị trọng rồi. Nhanh như vậy sao, lúc ấy gặp được Mục Vân, nàng có thể cảm giác được, Mục Vân bất quá là đến giới thánh nhất trọng thời gian không bao lâu, bây giờ lại là đã tới giới thánh nhị trọng cảnh giới. Bực này tốc độ, thực sự là hiếm thấy. Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là sầm mặt lại. Giới thánh nhị trọng, sao lại thế, tốc độ như vậy, là thế nào làm đến? Chỉ là vào giờ phút này, nghiễm nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Mục Vân giới thánh nhị trọng, hắn thân bên cạnh vị kia tùy tùng, cũng là giới thánh nhị trọng. Cái này nên như thế nào giao thủ? Năm vị giới thánh nhất trọng, chưa chắc là đối thủ. Mặt khác, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, giờ phút này đã bị kia bàn cổ linh áp chế gắt gao được, vô pháp thoát thân. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía năm người, cười cười nói, vừa tới đạt giới thánh nhị trọng cảnh giới, đối tự thân lực lượng trưởng khống, không phải kia tinh chuẩn. Cho nên năm vị, hy vọng thủ hạ lưu tình một ít mới tốt. Giờ phút này, Tổ Vũ năm người, thần sắc cẩn thận. Tin ngươi lời nói, kia mới thật sự là ngốc tốt. Tổ Vũ quát khẽ nói, Ôn Thanh Uyển đã không có sức chiến đấu, bốn vị, chúng ta năm người xuất thủ, chưa chắc sẽ thua. Còn dư bốn người giờ phút này cũng là sắc mặt thận trọng. Giờ phút này, đúng là không có đường lui. Bọn hắn cũng không hiểu, vừa rồi rõ ràng cùng Vũ Mặc giao thủ Mục Vân, giờ phút này thế nào liền đạt tới giới thánh nhị trọng cảnh giới. Biến hóa như thế, làm cho năm người, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Chương 3354, âm lãnh cùng cực nóng. Kia liền thử một chút xem sao. Mục Vân cười cười, vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng dây lát ở giữa ngưng tụ. Trong tay, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, bộc phát ra đạo đạo kiếm mang. Tổ Vũ vào giờ phút này, biến sắc, vừa sải bước ra, dây lát ở giữa song quyền tề xuất, sát khí ngưng tụ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi, trường kiếm dây lát ở giữa chém ra. Khanh, kiếm cùng quyền tại lúc này giao hội, thế mà bộc phát ra một trận âm vang thanh âm. Chỉ là, sau một khắc, Tổ Vũ lại là sắc mặt trắng nhợt, một bước rút lui. Mục Vân giờ phút này giết ra thân ảnh, dần dần hạ thấp xuống tới. Đạo đạo tiếng bạo liệt vang lên, thiên địa ở giữa, quang mang sáng lên. Ầm ầm, Mục Vân kiếm, uy lực bạo tăng. Phượng Vũ nhất kiếm chảm, nhất kiếm chém ra ở giữa. Cường hoành khí tức, phóng thích ra. Tổ Vũ thân ảnh vội vàng lui lại. Bốn người sau lưng giờ phút này, bày biện ra vây quanh chi thế, đem Mục Vân thân thể bao phủ. Giờ khắc này, Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt, giới thánh nhị trọng, hồn y hai đạo, giới lực gấp bội không nói, vẫn tinh thần kiếm quyết ba thức đầu uy lực, cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh với. Kiếm khí bộc phát, tứ đạo thân ảnh nội tâm rõ ràng chấn động. Mục Vân kiếm, càng nhanh, càng mạnh. Bốn người bọn họ, cho dù liên hợp, cũng chỉ là khó khăn lắm chịu đựng lấy. Long tường nhất kiếm chảm, nhất kiếm vung ra, đạo đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi ra. Cường hoành sát khí, càn quét thiên địa ở giữa. Đông đông đông, từng đạo kiếm khí, oanh kích đến bốn người trên thân. Bốn người giờ phút này, đem hết toàn lực đi ngăn cản. Có thể là kiếm khí, vẫn y như cũ là xuyên thấu bốn người thân thể. Tứ đạo thân thể, đều xuất hiện nhất đạo huyết động, nổ bể ra tới. Tổ Vũ giờ phút này, trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Mục Vân dây lát ở giữa bộc phát, có khủng bố. Đến lượt ngươi, nhìn về phía Tổ Vũ, Mục Vân lần nữa nói. Giờ khắc này, Tổ Vũ không muốn chết. Sợ chết, ai không sợ chết, cho đến chết tiến đến, ai cũng sẽ sợ. Tổ Vũ hai tay ở giữa, giới lực hội tụ, phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng. Kia khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, căn bản không phải giới thánh nhất trọng có thể phóng thích ra. Có thể là giờ phút này, tại Tổ Vũ trong tay, lại là liền như vậy bạo phát đi ra. Mục Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc không thay đổi. Thiên Hồng nhất kiếm chảm, kiếm thứ ba, trực tiếp chém ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ áp chế lực, tại lúc này bộc phát ra. Áp chế lực phóng thích, cường thịnh quang mang, quán xuyên Tổ Vũ thân thể. Giờ khắc này, Tổ Vũ không cam tâm, có thể là bất lực. Chênh lệch cảnh giới,
để hắn vô pháp sinh ra kỳ tích phản kháng. Cường thịnh quang mang, chấn động ra tới. Tổ vũ thân thể, triệt để bị vỡ nát. Năm người, ba chiêu bị chém giết. Giờ khắc này, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cũng là ánh mắt kinh hãi. Mà đổi thành một bên, kia cùng Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, cũng là không kiên trì nổi bàn cổ linh công kích mãnh liệt, đều phát ra tiếng kêu thảm thanh. Thất vị giới thánh nhất trọng, bỏ mình. Mục Vân thu kiếm, thở ra một hơi. Giới thánh nhị trọng, cùng giới thánh nhất trọng lại là hoàn toàn khác biệt. Vào giờ phút này, thôn vệ chi lực mở ra, thất vị giới thánh nhất trọng tinh khí thần, hóa thành vô hình, chảy vào đến Mục Vân thể nội, củng cố theo Mục Vân cảnh giới. Ngươi thế mà nhanh như vậy đột phá, Ôn Thanh Uyển kinh ngạc nói. Một ít cơ duyên xảo hợp, Mục Vân cười nói, Vũ Mặc Tác mệnh tử thần liêm, có chút ý tứ, tuy nói dẫn ra ta giới lực, thế nhưng lại để ta vững chắc chính mình hồn y, mượn cơ hội này, ngược lại là chạm vào ta để thăng. Ôn Thanh Uyển gật gật đầu, lời tuy như thế, có thể là Mục Vân khủng bố, vẫn là để người không dám tin tưởng. Cái này ra hỏa, thật là thiên kiêu, Chu Tước Hỏa Kim Thân, người đã được đến. Mục Vân cười nói, có phải là nên nói cho ta, Chu Tước Minh Hồn Châu ở nơi nào rồi? Chu Tước Minh Hồn Châu, có thể là Mục Vân mục đích chuyến đi này. Thứ này, đối giới thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y, có chỗ tốt cực lớn. Võ giả bình thường ngưng tụ hồn y, dựa vào chính là hồn phách chi lực ngưng tụ thuế biến. Mà tốc độ như vậy, không thể nghi ngờ là cực chậm. Chu Tước Minh Hồn Châu bên trong, ẩn chứa thuần túy hồn y lực lượng, phóng thích ra, đối giới thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y, có rõ rệt đề thăng hiệu quả. Ôn Thanh Uyển chỉ kia chính giữa bệ đá. Chu Tước Minh Hồn Châu. Cùng với Chu Tước Hỏa Kim Thân Quyết, chỉ bất quá, muốn có được, còn là cần trả giá điểm tinh lực mới được. Ôn Thanh Uyển mang theo Mục Vân đến ở giữa. Vừa rồi, Long Vũ Huyền Không, phía dưới có ngọn lửa nhàn nhạt tràn ngập. Mà bây giờ, kia ngọn lửa nhàn nhạt tiêu thất, phía dưới, xuất hiện một cái thông đạo, sâu không thấy đáy. Hẳn là ngay tại phía dưới này, Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, chuyện này, cũng là ta Kinh Lôi Tông một vị trưởng lão cáo chi đối ta. Vị trưởng lão kia nếu là muốn Chu Tước Minh Hồn Châu, liền phải thu Chu Tước Hỏa Kim Thân. Cho nên, điều tra ở đây, tuyệt không thu hồi, nói cho ta biết, để cho ta tới thu lấy Chu Tước Hỏa Kim Thân. Mục Vân gật gật đầu, đã như vậy, ta đi xuống xem một chút, ngươi cẩn thận một chút. Ôn Thanh Uyển dặn dò, Chu Tước nhất tộc, bất tử thần hỏa, so nguyên hỏa uy lực đều không kém, kia Chu Tước Minh Hồn Châu, không có đơn giản như vậy, liền có thể bị ngươi thu lấy. Tốt, Mục Vân không nói hai lời. Nhảy vào trong đó, bàn cổ linh giờ phút này, thì là lưu tại phía trên. Nếu như Ôn Thanh Uyển nói dối, kia Mục Vân an nguy, lại nhận uy hiếp cực lớn. Lại lần nữa nhìn xem, Mục Vân xuất hiện nguy cơ, giết Ôn Thanh Uyển, hắn cũng sẽ không cầm Mục Vân sinh mệnh nói đùa. Dù sao, hắn cùng Mục Vân, tính mệnh tương liên. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía bàn cổ linh, gật đầu cười cười. Nàng tự nhiên là không hội ngốc đến ngư hại Mục Vân. Cái này bàn cổ linh vừa rồi lấy một địch hai. Chém giết Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, nàng có thể là rõ mồn một trước mắt. Vào giờ phút này, Mục Vân chìm xuống đến thông đạo phía dưới. Một cỗ cực nóng khí tức, đập vào mặt, mà theo cực nóng khí tức bốc lên, càng có một cỗ âm lãnh cảm giác. Âm lãnh cùng cực nóng, rất mâu thuẫn cảm giác. Loại cảm giác này, hắn từng thể nghiệm qua. Ban đầu ở nhân giới bên trong, tước thần phiến bên trong, bất tử thần hỏa bộc phát, hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Dồn vào tử địa mà phục sinh, mà lại về sau. Tước thần phiến mặc dù đối hắn hờ hững lạnh lẽo, thế nhưng lại một mực tại bên cạnh hắn. Thẳng đến mẫu thân phá trận mà ra, tước thần phiến trả lại cho Mục Vân, mới tính rời đi hắn. Đối với Chu Tước nhất tộc bất tử thần hỏa, còn tính là có hiểu rõ cùng trưởng khống. Vào giờ phút này, cửu đạo giới y bao trùm tại bên ngoài thân, hai đạo hồn y cũng là bao phủ hồn phách. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng chìm xuống. Cuối cùng, bước chân buông xuống, cứng rắn đất đá tấm. Lại là lộ ra một cỗ cực nóng khí tức. Mục Vân cảm thụ được kia một cỗ cực nóng khí tức, thần sắc khẽ nhúc nhích. Loại cảm giác này, cũng không tốt thụ. Bốn phía, hoàn cảnh u ám. Tuy có hỏa quang, có thể lại là tản ra âm u quang mang tới. Tại kia âm u quang mang bên trong, Mục Vân phát hiện nhất đạo đặc biệt khí tức. Kia đặc biệt khí tức, đến từ một mặt tường trên vách, phóng thích ra ôn hòa quang mang cùng khí tức. Mục Vân tới gần ở giữa, có thể tinh tường cảm giác được. Thân thể bên trong, lực lượng đều là đạt được ôn hòa trông nom. Không ngừng tới gần, Mục Vân đến bên tường, bàn tay nhẹ nhàng phóng tới phía trên. Một cỗ thuần túy lực lượng, chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong, đánh thẳng vào Mục Vân kinh mạch, cuối cùng, hội tụ đến não hải bên trong. Chương 3355, vô địch phân thân. Theo kia từng đạo lực lượng hội tụ,
Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Hai đạo hồn y tại lúc này, không ngừng bù đắp. Tựa hồ ban đầu tồn tại thiếu hụt, tại lúc này, bị một cỗ thuần túy lực lượng bù đắp. Chu Tước Minh Hồn Châu à, Mục Vân thì thầm ở giữa, nhìn về phía kia tản ra nhàn nhạt quang mang địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn như giống như một hòn đá, chỉ là, tảng đá không có góc cạnh, càng giống là một hạt châu. Trong hạt châu, phóng xuất ra đạo đạo tinh khiết hồn lực, tư dưỡng Mục Vân hồn y. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được thuần túy lực lượng, để thân thể nhận một loại thoải mái kích thích. Chỉ là, theo bực này kích thích, Mục Vân phảng phất thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Mênh mông vân vụ ở giữa, Mục Vân thân ảnh huyền không, nhìn xem bốn phía, thần tình lạnh nhạt. Dưới mắt cho người cảm giác, quá đặc biệt, phảng phất hư ảo, có thể lại như chân thực tồn tại. Mục Vân nhìn xem bốn phía, trong tay luyện tâm nguyên kiếm xuất hiện. Ông, hư không, ông thanh danh vang lên, đạo đạo quang mang ngưng tụ, thổi tan vân vụ. Mục Vân thân ảnh, nhìn xem thổi tan vân vụ ở giữa, ánh mắt thanh tịnh. Ở nơi đó, một thân ảnh, đồng dạng xuất hiện. Bộ dáng thần thái, cùng Mục Vân không khác nhau chút nào. Phân thân, Mục Vân nhíu mày lại, có chút không đúng, chỉ là sau một khắc, kia phân thân Mục Vân, trực tiếp đánh tới. Khanh, hai thanh kiếm tại lúc này va nhau, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Mục Vân thân ảnh hơi lui lại, cẩn thận, chỉ là phân thân tại lúc này, lại là không có bực này ý nghĩ, trực tiếp giết ra, căn bản không cho Mục Vân thời gian phản ứng. Oanh, trong khoảnh khắc, hai thân ảnh giao thủ, Phượng Vũ nhất kiếm chạm, Long Tường nhất kiếm chạm, Thiên Hồng nhất kiếm chạm, trong tích tắc, phân thân Mục Vân, bộc phát ra tam thức kiếm chiêu. Vẫn tinh thần kiếm quyết, hết thảy lục thức, mà Mục Vân hiện tại sở trưởng khống, chính là ba thức đầu. Đến ở phía sau tam thức, không đến giới thánh tam trọng phía trên, chỉ sợ là vô pháp học được. Ba thức sau đối với giới lực cường độ yêu cầu cực cao. Mục Vân hiện tại là vô pháp tu hành, chỉ là cái này phân thân, lại là giây lát ở giữa xuất thủ, đem Mục Vân sở trưởng khống kiếm thức cho phát huy ra. Cái này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra, kính tượng sao, còn là kia Chu Tước Minh Hồn Châu dẫn dắt lên, hoặc là nơi đây, vẫn tồn tại những thứ chưa biết khác. Chỉ là hiện tại, lại không phải là Mục Vân có khả năng suy nghĩ những này thời điểm. Phân thân Mục Vân, đạo đạo sát chiêu, làm cho Mục Vân chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, Mục Vân thân ảnh tại lúc này rút lui, phân thân lại là khu thân mà đến. Kiếm ra, quang mang dây lát ở giữa bay lên mấy lần. Kiếm thể, cái này phân thân, liền kiếm của hắn thể đều có thể thi triển đi ra. Tịnh tâm nguyên trưởng, một trưởng vỗ ra, oanh, phân thân rút lui, Mục Vân giờ phút này có thể thở một ngụm. Tịnh tâm nguyên trưởng, vạn nguyên quy thiên quyết, quyển thứ ba, chín môn sát chiêu một trong. Một trưởng kia dây lát ở giữa đem kiếm khí sụp đổ, thẳng hướng phân thân, tại phân thân bên ngoài thân, lưu lại đạo đạo liệt ngân. Phân thân thần sắc nghiêm nghị. Nhìn về phía Mục Vân, thể nội bộc phát ra một cỗ sát khí. Tịnh tâm nguyên trưởng, đồng dạng, một đạo trưởng ấn, tại lúc này bộc phát. Phân thân bàn tay nắm chặt, giây lát ở giữa mở ra, hóa thành một trưởng. Kia trưởng, ngưng tụ thành gió, lại là cương phong, gió mạnh, dục muốn xé rách Mục Vân thân thể. Cút, Mục Vân ngang nhiên ở giữa, một trưởng oanh sát ra ngoài. Hai thân ảnh, tại lúc này rút lui ra. Rãnh, Mục Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp được ngưng tụ ra phân thân, cùng mình giao thủ. Dĩ vãng đã từng phát sinh qua chuyện như thế, có thể là lần này, lại là có thể cảm giác được, đối mặt cực lớn lực áp bách. Vào giờ phút này, Mục Vân sầm mặt lại, linh nguyên quỷ trảo, một trường biến thành trảo, trực tiếp cầm ra, mênh mông giới lực, xé rách đất trời bốn phía, đem kia phân thân bao phủ trong đó. Ma hung chú, có thể là sau một khắc, phân thân lại là gào thét một tiếng, thân thể bốn phía. Đạo đạo ám hắc sắc chú ấn, giây lát ở giữa bộc phát, đem Mục Vân công kích linh nguyên quỷ trảo, cho trực tiếp xé nát. Ngọa tào, lần này, Mục Vân là thật sự sắp điên. Vạn nguyên quy thiên quyết, hết thảy 6 quyển. Hắn hiện tại tu hành đến quyển thứ 3 hoàn cảnh. Mà tại quyển thứ 3, cửu đạo sát chiêu bên trong, hắn chỉ là trưởng khống lấy tam đạo. Tịnh tâm nguyên trưởng, linh nguyên quỷ trảo, ma hung chú, nhưng là bây giờ, cái này tam đạo, này phân thân thế mà cũng toàn bộ trưởng khống. Hơn nữa còn hội linh hoạt vận dụng, hắn còn không có thi triển, cái này phân thân đã là thi triển ra. Cái này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn hết thảy, cái này phân thân đều biết a? Thương thiên chi nhãn, luân hồi chi mâu, thái cực chi đạo, thậm chí là hóa long.
cái này phân thân chẳng lẽ đều sẽ. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ, lần này, thật phiền phức, so với mình đối với mình còn hiểu hơn phân thân, thế nào giết, thương thiên thần trảm, chỉ là, làm Mục Vân ngẩn người thời điểm, phân thân lại là đột nhiên, hai mắt sáng lên, quang mang phóng thích ra. Mắt phải bên trong, nhất đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia thanh quang bên trong, hóa thành đạo đạo không gian lợi nhật, giây lát ở giữa chém giết hướng Mục Vân. Đáng chết, Mục Vân giờ phút này, thân ảnh rút lui, một bước bước ra, sát khí bành trướng. Thương thiên thần trảm, thương thiên tai nan, cái này là thương thiên chi nhãn giao phó hắn cường đại không gian công kích sát chiêu. Cái này phân thân, nhanh hơn hắn thi triển đi ra. Thương thiên tai nan, Mục Vân giờ phút này phát hung ác, chính mình cùng chính mình đấu. Vậy mình phải ác hơn một ít mới có thể thắng. Ông, một giây lát ở giữa, không gian giống như là vũng bùn, hóa thành nhất đạo vòng xoáy. Vòng xoáy giây lát ở giữa trải tại phân thân dưới chân. Phân thân thấy cảnh này, thân ảnh lóe lên, kim quang chợt hiện, hóa thành dài trăm trượng kim long. Kim long gào thét, tùy ý trương dương, cẩu vật, Mục Vân mắng một cái. Có thể là suy nghĩ một chút, tựa hồ chính là chửi mình. Đáng chết, cuối cùng, Mục Vân vẫn y như cũ là thao túng kia không gian vòng xoáy, hướng phía kim long thân thể dựa sát vào. Suy suy kéo kéo thanh âm vang lên, kim quang dũng động ở giữa. Phân thân mặt ngoài, long lân xuất hiện vỡ tan, thái cực chi đạo, quát khẽ một tiếng, mở thiên nhãn, tụ âm dương, thái cực chi đạo, cửu mệnh thiên tử mệnh số chi đạo, dương, phần không hết thảy, âm, tịch diệt hết thảy. Giờ phút này, nhất hắc nhất bạch ở giữa, phân thân thân thể đứng vững ở trung tâm vị trí, chân đạp thiên địa, nhìn xuống xuống. Giờ khắc này, Mục Vân thầm nghĩ chửi ầm lên, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác, chính mình thế mà kia lấy đánh. Trước mắt phân thân, nhìn thực sự là quá muốn ăn đòn. Lão tử nổ chết ngươi cái tên giả mạo, thiên địa hồng lô tại lúc này ầm vang ở giữa xuất hiện. Một lò tử nện xuống, oanh, bốn phía không gian, xuất hiện đạo đạo vỡ vụn vết tích. Ra, một sát na, đạo đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ. 2000 đạo giới văn, không sai, đoạn thời gian gần nhất, Mục Vân giới văn từ gần ngàn nói, đến 2000 đạo. Dù bất khả tư nghị, có thể đúng là thật, kia 2000 đạo giới văn, cũng không có ngưng tụ thành giới trận, mà là hóa thành xúc tu, hướng phía phân thân đánh tới. Oanh, thiên địa hồng lô dây lát ở giữa nện vào kia phân thân trên thân rồng. Mà đạo đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ thành từng đạo Mục Vân thân ảnh, thẳng hướng phân thân. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, bốn phía không gian, triệt để bị đánh nát. Chương 3356, rốt cục chết. Mục Vân giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị, hai thân ảnh, tại hư không, đánh thiên địa băng mở, quy tắc tán loạn. Giới thánh cảnh giới lực bộc phát, vốn là không tầm thường. Vào giờ phút này, Mục Vân át chủ bài, từng cái thi triển. Thiên địa hồng lô, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa long chi thân, mở thiên nhãn thái cực chi đạo, thương thiên chi nhãn cùng với luân hồi chi mâu. Cái này mấy loại thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là Mục Vân đòn sát thủ. Uy lực, viễn siêu vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết. Đừng nói là giới thánh nhị trọng, chính là giới thánh tam trọng, tứ trọng, giờ phút này làm không tốt cũng muốn xong đời. Có thể là đây cũng không phải là Mục Vân cùng dạng này người giao thủ, mà là cùng chính mình. Tuy nói biết, kia rõ ràng là phân thân, nhưng là, không nghĩ tới, mạnh như vậy phân thân. Trong lúc nhất thời, Mục Vân thậm chí là sinh ra ảo giác. Ta, lúc nào mạnh như vậy rồi? Giờ khắc này, thật như thế. Trừ đại tác mệnh thuật bên ngoài, thái cực chi đạo bộc phát, không thể nghi ngờ là tối cường. Thương thiên chi nhãn cùng luân hồi chi mâu mở ra, cùng với thiên địa hồng lô bộc phát, hóa long thân thể gia tăng. Những này, quá mạnh, Mục Vân lần thứ nhất phát giác, chính mình thế mà là kia khó chơi. Lão tử không tin, giết không chết người cái tên giả mạo. Tên giả mạo chung quy là tên giả mạo, như thế nào bù đắp được chân thân. Mục Vân một câu rơi xuống, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Thương hoàng thần y, một giây lát ở giữa, nhất đạo kim hoàng quần áo, ra treo ở Mục Vân thân thể mặt ngoài. Chỉ là, kia phân thân cũng là lập tức kịp phản ứng. Nhất đạo kim hoàng quần áo, giống như long bào, xuất hiện tại phân thân bên ngoài thân phía trên. Vạn nguyên chi lực, một giây lát ở giữa, Mục Vân một quyền nắm lên, giây lát ở giữa oanh ra. Giờ khắc này, không có chút gì do dự. Vạn nguyên chi lực, đến từ chu tiên đồ bên trong. Bích lạc hoàng tuyền đồ cùng chư thần đồ quyển kết hợp hạ, chu tiên đồ sinh ra. Mà chu tiên đồ bên trong, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết cùng với thế giới chi thụ chi lực. Dung hợp một chỗ, hóa thành vạn nguyên chi lực,
Cái này loại vạn nguyên chi lực, Mục Vân một mực là nếm thử ngưng tụ, thi triển. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có gì thành tựu. Nhưng là bây giờ, triệt để bị buộc gấp, Mục Vân liền như vậy thi triển đi ra. Oanh, lực lượng tại lúc này bộc phát, vạn nguyên chi lực, cho người cảm giác, cường thịnh đến cực hạn. Sau một khắc, giây lát ở giữa bộc phát ra, kia phân thân rõ ràng sững sờ. Tựa hồ cái này một loại thủ đoạn, vô pháp phục chế. Đông, vạn nguyên chi lực hóa thành quyền mang, giây lát ở giữa đem phân thân xuyên phá, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân chân chính nhẹ nhàng thở ra. Chết, tên vương bát đản này, rốt cục chết rồi. Chỉ là ý nghĩ trong lòng rơi xuống, Mục Vân lại là vội vàng thu hồi. Cái này không phải liền là chửi mình sao? Không được không được, nắm chặt lại song quyền, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Thật khó giết a, là thật sự, khó giết. Mục Vân cái này thời gian ngắn tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, càng nhiều hơn chính là cân nhắc tại đề thăng chính mình cảnh giới bên trên. Xem nhẹ thái cực chi đạo, thương thiên chi nhãn, luân hồi chi mâu, hóa long, thiên địa hồng lô, chu tiên đồ rèn luyện. Là thật sự xem nhẹ, cho tới giờ khắc này, đột nhiên nhớ tới, đây mới thực sự là chính mình. Giới thánh nhị trọng, vẻn vẹn là vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết, đã là đầy đủ để hắn bộc phát ra viễn siêu cùng giai thực lực. Lại thêm những thủ đoạn này, sợ cái rắm, Mục Vân đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình, về sau hẳn là tùy tiện chút. Thật, sợ cái gì? Giới thánh nhị trọng, vẻn vẹn là vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết, đối mặt giới thánh tam trọng, hắn đều có thể giết. Tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, chém giết tứ trọng, ngũ trọng, đây không phải là cũng có thể làm được sao? Tại cái này thí luyện chỗ bên trong, nào có giới thánh ngũ trọng? Đừng nói giới thánh ngũ trọng, chính là giới thánh tứ trọng đều không có. Chính mình, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thực lực đệ nhất. Đến mức cảnh giới có phải là thứ nhất, khó mà nói, có lẽ có người tại giới hoàng kìm nén kình, không có tấn thăng giới thánh, vừa đến giới thánh, giây lát ở giữa để thăng cái nhị tam trọng cũng có thể. Có thể là tứ trọng, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là dưới mắt, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ, là tối cường. Phân thân tán loạn, đất trời bốn phía, khôi phục ra. Mục Vân phát hiện, thân thể mình, vẫn y như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Mà kia một cái chu tước minh hồn châu, lại là yên lặng, xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Hồn phách phía trên, hạt châu kia, nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra quang mang nhàn nhạt, tư dưỡng hai đạo hồn y. Có này châu, Mục Vân cảm giác được, chính mình có lẽ có thể cảnh giới để thăng càng nhanh một ít. Kể từ đó, thôn phệ tinh khí thần, có thể dựa vào đại tác mệnh thuật, chuyển hóa thành thọ nguyên, từ từ khôi phục tuổi thọ của mình kém. Hắn hiện tại, có thể là chỉ là trăm vạn năm thọ nguyên. Phải khôi phục, nếu như có thể khôi phục lại đỉnh phong ngàn vạn năm thọ nguyên. Kia đại tác mệnh thuật trực tiếp thiêu đốt mấy trăm vạn năm, lại có thể cùng xưng hào đế làm lên đến. Dưới mắt, đại tác mệnh thuật có thể là khai phát ra kỹ năng mới. Dựa vào thôn phệ huyết mạch, đem khí huyết hóa thành thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật có thể đem thọ nguyên, chuyển hóa thành cực kỳ cường đại thực lực, rất mạnh, tỷ lệ có thể nói là 1 giờ 10, một trận mấy chục. Mà dựa vào thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thọ nguyên, lại là 10 so 1 đô không đến. Mặc dù chậm, có thể là cũng phải làm, Mục Vân đã là nghĩ kỹ chính mình đón lấy bên trong đường. Thôn phệ huyết mạch, thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thọ nguyên, từng bước bắt đầu khôi phục thọ nguyên. Đến mức cảnh giới đề thăng, giới thánh cảnh giới, cái này chu tước minh hồn châu đề thăng tốc độ, đầy đủ. Lần này cùng cái này nhất đạo phân thân giao chiến, làm cho Mục Vân thu hoạch to lớn. Càng nhiều hơn chính là tư tưởng chuyển biến, đáng giá, mà về phần cái này phân thân tại sao lại xuất hiện, Mục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, lại là không thể nào tâm đắc. Cuối cùng, cũng đành phải lại không đi quản, dù sao, không thể nào hiểu được, suy nghĩ tiếp, cũng là để cho mình càng thêm mê hoặc mà thôi. Xuất phát, Mục Vân nắm chặt lại song quyền, cười cười, thí luyện chiến trường bên trong, ta Mục Vân tối cường, hết thảy, đều là ta. Cười ha ha ở giữa, Mục Vân thân ảnh, từ từ thăng. Cửa thông đạo, bàn cổ linh dần dần không có kiên nhẫn. Mục Vân xuống dưới có một đoạn thời gian, có thể là không hề có động tĩnh gì. Nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, bàn cổ linh trầm giọng nói, người xác định chu tước minh hồn châu ở phía dưới sao? Đương nhiên, Ôn Thanh Uyển sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, luôn cho là nàng hội mưu hại Mục Vân. Trên thực tế, mưu hại Mục Vân, đối nàng căn bản không có chỗ tốt gì. Nàng muốn, thật chỉ là chu tước hỏa kim thân. Cái này chu tước hỏa kim thân, có thể trợ giúp nàng đến giới thần cảnh giới, thậm chí tương lai, có thể đến giới chủ, thành vì Đông Hoa vực bên trong, đỉnh tiêm cường giả một trong. Đến mức chu tước minh hồn châu, nàng muốn hay không, tác dụng không lớn.
chỉ là Bàn Cổ Linh lại là tổng cho rằng nàng không xấu hảo tâm. Kia thời thời khắc khắc sát cơ, để nàng rất không thoải mái. Dù sao, Bàn Cổ Linh có thể là giới thánh nhị trọng cảnh giới. Hy vọng ngươi đừng nói láo. Bàn Cổ Linh dầu dĩ nói, nếu không mục chủ chết rồi, ngươi cũng phải chết. Ta dễ dàng chết như vậy sao? Nhất đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện, Bàn Cổ Linh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ra, Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lại bị Bàn Cổ Linh cái này nhìn chằm chằm, nàng cảm giác chính mình khả năng sẽ nổi điên. Chương 3357, gặp lại Tạ Vũ Âm. Mục chủ, Mục Vân gật gật đầu, Ôn Thanh Uyển không có gạt ta, Cổ Linh, ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Vâng, Bàn Cổ Linh chắp tay, thân ảnh biến mất không thấy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Tiên Đồ là Mục Vân nói toán, hắn ra vào, cũng chỉ tại Mục Vân một ý niệm thôi. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, người hộ vệ này, thật trung thành cảnh cảnh. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều, Bàn Cổ Linh không trung tâm, kia có thể là sẽ chết. Ôn Thanh Uyển nhìn một chút Mục Vân, lại là ánh mắt trở nên kỳ quái. Thế nào rồi, Mục Vân nhịn không được cười nói, ngươi, nhìn không giống, Ôn Thanh Uyển do dự ở giữa nói. Là thật sự không giống, nói không nên lời ở đâu không giống, đạt được Chu Tước Minh Hồn Châu, khả năng phát sinh một chút cải biến đi. Ôn Thanh Uyển nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, Chu Tước Hỏa Kim Thân ngươi đạt được, Chu Tước Minh Hồn Châu ta được đến, hợp tác rất tốt. Mục Vân cười nói, cũng nên phân ly, Ôn Thanh Uyển gật gật đầu, hai thân ảnh, dọc theo cầu dây mà ra, trở lại nhìn lại, lối đi này bên trong, đúng là không có thay đổi gì. Hai thân ảnh, xuất hiện ở trong đại điện bên trong. Giờ phút này Tề Phương Chu đám người, cũng là từng cái nhẹ nhàng thở ra. Ôn sư tỷ, không có việc gì, Ôn Thanh Uyển cười cười nói, chúng ta có thể đi. Mục Vân nhìn xem đại điện địa điểm lối ra đạo đạo giới văn bàn hoàn, cười cười, bàn tay vung lên. Thiên địa hồng lô tại lúc này, giây lát ở giữa ném ra, hóa thành một đạo hỏa quang, tiêu thất, lại xuất hiện. Tiếng nổ tung tại lúc này truyền vang ra, mà bên trong tòa đại điện kia đạo đạo giới văn, đã là bị dẫn đốt, hoàn toàn tán loạn. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười nói cáo từ. Bước chân bước ra, Mục Vân rời đi cung điện bên trong. Ôn Thanh Uyển giờ phút này, thần sắc hơi kinh ngạc. Cứ như vậy, phá, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên đám người, cũng là một mặt không thể tin. Dễ dàng như vậy phá nơi đây, cái này ra hỏa, Tề Phương Chu muốn nói gì, thế nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Giới thánh nhị trọng, Ôn Thanh Uyển thở hắt ra, nói, Mục Vân, tương lai tất nhiên sẽ tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Thanh danh vang dội. Giới thánh nhị trọng, tốc độ quá nhanh, Mục Vân chỉ sợ, không cần bao lâu thời gian, đến giới tôn, đến giới thần cảnh giới, cũng không có vấn đề gì. Thậm chí tương lai, đến giới chủ, mà một khi Mục Vân đến giới chủ, kia liền hoàn toàn không giống. Đông Hoa vực bên trong, giới chủ là tuyệt đối cường giả hàng ngũ. Không chỉ là Đông Hoa vực cái này một vực chỗ bên trong, toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong, đến giới chủ cấp bậc, đều là thuộc về cường giả hàng ngũ. Chúa tể cảnh giới, tự nhiên càng mạnh, có thể là chúa tể, rất ít, trừ các đại chân chính nhất đẳng thế lực bên trong, cái khác thứ nhất đẳng bên trong, đều là không có chúa tể tồn tại. Vào giờ phút này, Mục Vân đi ra cung điện, nhìn xem Huyền Nguyên Cung. Tứ Nguyên Cung, Tứ Đại Cung Điện, Hoàng Nguyên Cung cùng Huyền Thiên Cung bên trong, Mục Vân đều là nhìn thấy. Nói thật, chân chính tồn tại hấp dẫn người địa phương, rất rất ít. Tiền nhiệm Hoàng Các, diệt Tứ Nguyên Cung, tẩy lễ một lần. Cùng với về sau Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc gia tứ phương thứ nhất đẳng thế lực, điều động không ít giới tôn, giới thần, đem nơi đây cũng là lại lần nữa tẩy lễ một lần. Hiện tại, bọn hắn những này giới hoàng, giới thánh tại lúc này, là thật sự không có gì có thể phát hiện. Mục Vân nhìn một chút Huyền Nguyên Cung, còn là rời đi nơi đây. So với tại nơi này lưu lại, chẳng bằng ra ngoài, thử thời vận. Có ít người, đáng chết còn là phải chết, thí dụ như Hứa Hoan, thí dụ như Văn Hoàng Tuyển. Thí dụ như Kỳ Hàm. Những người này, Mục Vân cũng không có quên mất, lúc trước đem hắn cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người bức bách đến cỡ nào gấp gáp. Hiện tại, liền nên hoàn lại. Dậm chân mà ra, Mục Vân tiến lên tại thí luyện chiến trường bên trong, chẳng có con mắt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh ba động, cường hoành giới lực bộc phát, không khó coi ra, phát sinh cực lớn tranh đấu. Mục Vân bước chân mở ra, vốn định tránh thoát, có thể là nghĩ nghĩ, có vẻ như chính mình hiện tại. Không có gì cần tị húy phiền phức, ngược lại là người bên ngoài, nhìn thấy chính mình, mới hẳn là tị húy.
Mục Vân bước chân bước ra, đi tới. Khoảng cách 10 dặm phạm vi, kia cường hoành giới lực ba động, đã là rõ ràng có thể cảm nhận được. Chỉ là, theo Mục Vân tới gần, nhìn về phía trận kia bên trong một thân ảnh, lại hơi hơi sững sờ. Tạ Vũ Âm, Mục Vân nhìn về phía người kia, ánh mắt ngẩn ngơ. Tạ Vũ Âm giờ phút này, thân thể bốn phía, giới văn ngưng tụ, rất hiển nhiên, Tạ Vũ Âm giới văn đến hơn 1000 nói, tam cấp giới trận sư cấp bậc. Chỉ là, thời khắc này Tạ Vũ Âm, chưa có thể ngưng tụ ra tam cấp giới trận. Tại bên cạnh người, hai thân ảnh, công kích tấn mãnh. Mà Tạ Vũ Âm bên cạnh thân, còn có mấy người, cũng là ra sức chống cự. Nhưng là rất hiển nhiên, Tạ Vũ Âm đám người, bị thân trước mười mấy người vây công, hiện tại, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống đỡ không được bao lâu. Tạ Vũ Âm, đừng chống cự. Đầu lĩnh kia trong hai người, một tên thanh niên cười nhạo nói, thúc thủ chịu trói đi, ngươi Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ta nhìn cũng bất quá như thế. Mạc Phương, ngươi Mạc gia tử đệ, tựa hồ cũng chỉ hội ỷ thế hiếp người a. Ỷ thế hiếp người, thanh niên cười cười nói, chẳng lẽ, người so với các ngươi nhiều, còn muốn cho theo ngươi nhóm mới là sao? Ngươi coi ta là đồ đần, còn là chính ngươi quá đơn thuần rồi. Mạc Phương, cùng nàng nói nhảm cái gì? Một tên khác thanh niên nhịn không được nói, mau mau giải quyết, cùng thanh y đại ca tụ hợp. Đừng nóng vội, Mạc Phương cười cười, đáp lại nói, Mạc Thành, đợi chút nữa ngươi đi tụ hợp, ta lưu lại làm một ít chuyện. Lời này vừa nói ra, kia mở miệng thanh niên lập tức minh bạch. Tạ Vũ Âm, đừng nói, cái này dung mạo tư sắc, đúng là khiến người tâm động a, chỉ là chúng ta võ giả, đến hôm nay, đều là mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian, không biết Tạ Vũ Âm phải chăng còn là một thân một mình đâu. Ha ha, Mạc Phương ha ha cười nói, quản nàng có phải hay không băng thanh ngọc khiết, lão tử chính là muốn phát tiết một chút. Võ giả, dù là mạnh hơn, nói cho cùng, cũng là nam nhân, cũng là nữ nhân, luôn cần một ít thích hợp buông lỏng. Mạc Thành cũng không nhiều lời, khi ra tay, lại là một mực tàn nhẫn vô cùng. Tạ Vũ Âm giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, không chỉ là xấu hổ, càng là buồn bực. Bị hai người ở trước mặt nghị luận, có thể là thực lực không đủ, không so được hai người liên thủ. Đáng ghét, Tạ Vũ Âm khẽ quát một tiếng. Nếu là nàng trưởng khống tam cấp giới trận ảo diệu, mười mấy người này, một cái đều chạy không thoát. Nhưng là bây giờ, không phải là đối thủ. Tạ Vũ Âm, đừng chống cự. Mạc Phương cười cười, khinh miệt nói, nếu không, đợi chút nữa ta nếu là hạ thủ quá ác độc. Quẹt làm bị thương ngươi khuôn mặt, vậy coi như không hoàn mỹ. Ngươi nằm mơ, Tạ Vũ Âm khẽ kêu một tiếng, giây lát ở giữa sát khí ngưng tụ, giới lực bộc phát ra. Mạc Phương cùng Mạc Thành hai người. Giờ phút này lại là một trái một phải, tránh thoát ở giữa, thẳng hướng Tạ Vũ Âm. Hai đạo quyền mang, giây lát ở giữa tập sát, oanh kích đến Tạ Vũ Âm hai bên trái phải. Vào giờ phút này, Tạ Vũ Âm minh bạch, chính mình cho dù là đồng thời ngăn cản. Có thể là hai người lực lượng, đều là rất mạnh. Nàng cũng vô pháp chịu đựng lấy. Lăn đi, rơi vào đường cùng, Tạ Vũ Âm giây lát ở giữa quay người, toàn lực ứng phó, thẳng hướng Mạc Phương, không đi quản sau lưng mình Mạc Thành công kích. Chương 3358, Địa Nguyên Châu. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mạc Phương vào giờ phút này, thân ảnh bị ngăn cản, dừng lại. Tạ Vũ Âm đã là làm tốt bị phía sau Mạc Thành trọng thương đại giới. Có thể là nương theo lấy nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía sau lưng lại là không có nhận bất luận cái gì công kích. Mạc Phương giờ phút này thân ảnh sau bữa, cũng là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra, một thân ảnh, xuất hiện sau lưng Tạ Vũ Âm. Vào giờ phút này, Mạc Phương sững sờ. Mạc Thành, Mạc Phương sắc mặt mang theo một tia kinh dị. Ngươi là ai? Một tên Mạc Y thanh niên, giờ phút này bàn tay gắt gao nắm chặt Mạc Thành cổ, đằng đằng sát khí. Ta, thanh niên cười cười, Mục Vân. Mục Vân hai chữ một ra, Mạc Phương bàn tay nhịn không được gắt gao nắm chặt. Mục Vân, cái kia giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân Mục Vân. Cái này ra hỏa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Tử Vân cùng Mạc Văn Phủ chết, đoạn thời gian trước, tại thí luyện chỗ bên trong, có thể là dẫn tới sóng lớn ngập trời. Dù sao, hai cái vị này, là Mạc gia đỉnh tiêm đệ tử đại biểu, giới hoàng thiên kiêu, vững vàng tiến nhập giới thánh cấp bậc nhân vật. Chết tại thí luyện chỗ bên trong, có thể là chuyện lớn. Giết bọn hắn, chính là Mục Vân. Mà bây giờ, Mục Vân thế mà liền xuất hiện tại trước người bọn họ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Ngươi, Mạc Thành muốn nói chuyện. Có thể lại nói là không ra. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân cười cười, nói, giết sư tỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân giây lát ở giữa bóp nát Mạc Thành thân thể. Giờ khắc này, Mạc Phương sắc mặt thảm đạm. Sao lại thế?
một chiêu làm thịt, Mục Vân thực lực, có mạnh như vậy sao? Lúc trước Mục Vân là giới hoàng hậu kỳ, hiện tại cho ăn bể bụng là giới thánh nhất trọng đi. Có thể là, lại là tùy tiện giết Mạc Thành. Đến lượt ngươi, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Mạc Phương. Ta, ngươi cái gì ngươi? Mục Vân vừa sải bước ra, cười cười nói các ngươi chết đi. Giờ phút này, Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Mạc Phương hai tay huy quyền ngăn cản, vừa vặn thân lại là không ngừng rút lui. Quá mạnh, giới thánh nhị trọng, Mạc Phương giờ phút này cảm thấy. Lực lượng như vậy, dạng này bộc phát, Mục Vân trong mơ hồ thể hiện ra lực lượng, chính là giới thánh nhị trọng. Một bên, Tạ Vũ Âm cũng là ngẩn ngơ. Giới thánh nhị trọng, Mục Vân sao, làm sao lại nhanh như vậy? Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều, trực tiếp thân ảnh xung kích mà ra, giây lát ở giữa một tay chảo ra. Mạc Phương giờ phút này muốn phản kích, có thể lại là không có lực lượng cường đại đi ngăn cản. Mục Vân xòe tay ra, tại lúc này trực tiếp bắt tới. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ngang. Mạc Phương giờ phút này, nội tâm sợ hãi. Sợ, thật sợ, giới thánh nhị trọng Mục Vân, quá mạnh, căn bản không phải một cái cấp bậc cùng tầng thứ. Mạc Phương kêu đau một tiếng, tâm thần đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đừng giết ta, Mạc Phương giờ phút này quát, ta biết bí mật. Kia liền nói, Mục Vân giờ phút này hờ hững nói, cái gì bí mật? Ngươi đáp ứng trước ta, nếu có giá trị, ta thả ngươi rời đi. Mục Vân thản nhiên nói, Mạc Phương nghe đến lời này, vội vàng nói, Mạc Thanh Y, chúng ta là cùng theo Mạc gia Mạc Thanh Y cũng đến giới thánh nhị trọng. Mà lại, Mạc Thanh Y tại địa nguyên cung bên trong, đạt được một cái địa nguyên châu. Địa nguyên châu, đó là cái gì? Mục Vân lại là không có hỏi, chờ lấy Mạc Phương nói tiếp. Mạc Phương tiếp tục nói, địa nguyên châu bên trong, ẩn chứa nhuận dưỡng thần hồn dựng linh tham dịch, kia dựng linh tham dịch là sinh trưởng trăm vạn năm vạn linh tham mới có thể sinh ra. Giới thánh cảnh giới, là tu hồn y, có thể là hồn phách lớn mạnh, đối với giới trận sư cũng là cực kỳ hữu hiệu. Viên kia địa nguyên châu, có giá trị không nhỏ. Tạ Vũ Âm giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân tiện tay vung ra nhất đạo giới lực chi đao, bổ về phía đi theo Mạc Phương cùng Mạc Thành những người khác. Mạc Thanh Y đạt được. Mạc Phương gật đầu nói, đúng vậy a, hắn đạt được, chuẩn bị tiến hiến cho tộc ta bên trong một vị tứ cấp giới trận sư. Mục Vân nghe vậy, cười cười, người ở đâu? Tại địa nguyên cung, Tạ Vũ Âm cũng là mở miệng nói, ta chính là bị bọn hắn tại địa nguyên cung bên trong phục kích, truy sát mà đến. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Ngươi có thể đi, Mạc Phương nghe đến lời này, sắc mặt vui mừng. Chỉ là, còn chưa ở hắn quay người lao vùn vụt mà lên. Thổi phù một tiếng, một đạo kiếm mang, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Mạc Phương giờ phút này trở lại, nhìn về phía Mục Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, không phải ta. Mục Vân chỉ một bên Tạ Vũ Âm. Tạ Vũ Âm giờ phút này khẽ nói, hắn đáp ứng thả ngươi, ta nhưng không có, giết tỉ muội của ta sao lại bỏ qua ngươi. Mạc Phương thần sắc càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến cuối cùng, biểu lộ hoàn toàn biến mất. Bốn phía, Mục Vân cũng là không có bỏ qua những người kia. Tiên huyết hương vị khuếch tán ra tới, kêu thảm thanh dần dần biến mất, nhìn xem bên cạnh mình còn sót lại 5-6 người, Tạ Vũ Âm thần sắc có chút tối nhạt. Tạ sư tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì, Tạ Vũ Âm lắc đầu, tiếp tục nói, đa tạ ngươi, Mục Vân, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ. Khách khí cái gì, Mục Vân cười cười nói, ta có thể là nhớ kỹ, ngươi khi đó dạy bảo ta giới trận thời điểm. Tạ Vũ Âm hơi sững sờ, lúc kia, nói là dạy bảo, trên thực tế, Mục Vân có thể là không ít tại trong tay nàng ăn quả đắng. Hiện tại đi địa nguyên cung sao, Tạ Vũ Âm không kịp chờ đợi nói, thương thế của ngươi, không sao, Tạ Vũ Âm khẽ nói. Mạc Thanh Y cái này hỗn đản, khinh người quá đáng, thù này tất báo. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, bốn đại tông môn gia tộc đệ tử, đã sớm là lẫn nhau giết đỏ cả mắt. Không chỉ là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện có cái gọi là điểm tích lũy ban thưởng, cái khác tam phương, cũng là như thế. Tạ Vũ Âm chân thành nói, ta không có đoán sai, Ngọc Đỉnh Viện là dự định đem chúng ta xem như lang, sống sót đến, chính là thiên tài, chết rồi, kia chính là người tầm thường. Đã như vậy, kia liền làm lang, Mục Vân cũng không có dự định, lại nhịn xuống đi. Đáng chết người, đều phải chết mới được, chờ xuất phát, mấy thân ảnh, lại lần nữa xuất phát. Tạ Vũ Âm dẫn đường, ước chừng thời gian một nén nhang, mấy người xuất hiện tại một mảnh sơn lâm biên giới vị trí. Sơn lâm tiêu thất, là một mảnh hoàng sa địa, mà tại hoàng sa địa bên trong, một tòa sa cung, ngạo nghễ xúc định. Cho dù là cách một khoảng cách, vẫn y như cũ là khiến người ta cảm thấy, cái kia khổng lồ sa cung bên trong ẩn chứa bá đạo cường thịnh khí thế. Tựa hồ toàn bộ sa cung, thoạt nhìn là một cái chỉnh thể,
nhưng là nội bộ, lại là ẩn chứa vô số đạo cường thịnh khí tức bá đạo. Mạc Thanh Y, giới thánh nhị trọng, Tạ Vũ Âm dặn dò, người cẩn thận một chút một ít. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tạ Vũ Âm nói, người nhóm cũng cẩn thận chút, đợi chút nữa nếu là người nhiều, ta khả năng vô pháp chiếu cố đến người nhóm. Hai người tổng cộng một phen, đều hướng phía xa cung dũng mãnh lao tới. Khoảng cách càng gần, càng là nhìn thanh xa cung bề ngoài, càng là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Hùng vĩ, cao lớn, khí thế bàng bạc, Mục Vân là gặp qua Huyền Nguyên Cung cùng Hoàng Nguyên Cung. Có thể là cùng cái này cái Địa Nguyên Cung so ra, kém nhiều lắm. Trước mắt xa cung, cho người cảm giác, có chút thô lậu, có thể khí thế loại này, lại là không thể so sánh. Cẩn thận chút, Tạ Vũ Âm giờ phút này mở miệng nói, chính Mạc Thanh Y là giới thánh nhị trọng, cũng tụ tập một nhóm giới thánh nhất trọng thiên tài, vì hắn hiệu lực. Hai người cầm đầu, tốc độ dần dần giảm xuống. Mắt thấy cửa thành gần trong gang tấc, mấy người co càng chuẩn bị đi vào cửa thành bên trong. Oanh, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này giây lát ở giữa vang lên, truyền vang bốn phía. Chương 3359, cho ta tốt nhất. Mục Vân cùng Tạ Vũ Âm hai người, thân ảnh dừng lại, nhìn về phía xa cung bên trong. Chỉ gặp chỗ đó, một thân ảnh, phóng lên tận trời, khí tức cuồng bạo. Ha ha ha, tiếng cười to vang lên, lộ ra rất là tùy ý làm bậy. Chỉ là, nghe được cái này tiếng cười to, Mục Vân lại là ngẩn người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng cười kia, hảo ma tính, rất quen thuộc a. Tạ Thanh, Mục Vân nhìn không được sững sờ. Thanh âm này không phải tới từ Tạ Thanh, lại là người nào? Rốt cục đụng phải cái này hỗn đản. Mục Vân lập tức nói, Tạ sư tỷ, ngươi nhóm cẩn thận, ta đi trước nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhất thời tiêu thất. Khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Trên bầu trời, kia khí tức bá đạo, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng phách lối. Ngươi muốn chết, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Xa cung bên trong. Một tòa cao lớn cung điện bên trên, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia người một thân thanh sam, khí tức nguyên viễn lưu trường, cường hoành bá đạo khí thế, chính là từ đây thân thể người bên trong khuếch tán mà ra. Lão tử muốn chết, người giết lão tử a. Phách lối đến cực điểm thanh âm, từ Tạ Thanh miệng bên trong truyền ra. Mạc Thanh Y không sai a. Lúc trước đoạt đồ của lão tử, hiện tại lão tử đến giới thánh, liền phải đoạt ngươi. Có thù không báo không phải là quân tử, cách đó không xa. Mục Vân nghe đến lời này, lại là ngẩn người. Có thù không báo không phải là quân tử. Cái quỷ gì, người cái này từ chỗ nào nghe được oai thất bát tao. Tạ Thanh giờ phút này một bộ trường sam, thần thái mang theo một tia cuồng loạn. Lão tử bị khinh bỉ, cho tới bây giờ không đành lòng, đánh không lại ngươi thời điểm ta nhận, nhưng bây giờ, muốn Địa Nguyên Châu, từ ta cái này tới bắt. Địa Nguyên Châu, Mục Vân sắc mặt sững sờ. Hạt châu này, tại Tạ Thanh trong tay. Thế nào cướp được, Mục Vân giờ phút này tuyệt không xuất hiện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tạ Thanh đến giới thánh cảnh giới về sau, đến cùng có cái gì sức chiến đấu. Trên bầu trời, xa cung ở giữa, Mạc Thanh Y sắc mặt lạnh lùng, người đang tìm cái chết, hừ lạnh một tiếng, Mạc Thanh Y toàn bộ trong thân thể, một cỗ sát khí ngưng tụ. Ông, nhất đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên, Mạc Thanh Y trong tay, nhất đạo trường thương thương ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mũi thương xé gió gào thét, đằng đằng sát khí. Tạ Thanh thấy cảnh này, nhếch miệng cười một tiếng, ta vừa vặn khuyết một cây trường thương, người thương, cho ta tốt nhất. Tốt, Mạc Thanh Y cũng là cười lạnh nói, điều kiện tiên quyết là, người có thể trong tay ta chịu đựng được, sống sót tới. Yên tâm, ta sẽ không chết, người mới có thể chết. Tạ Thanh vào giờ phút này, dương dương đắc ý cảm giác. Mạc Thanh Y vào giờ phút này, càng là nộ khí phóng thích. Thứ đáng chết này, một đường đi theo hắn. Cũng bởi vì hắn đoạt Tạ Thanh đoạt được một cái tam phẩm giới đan, cái này ra hỏa vẫn đi theo hắn. Thỉnh thoảng ra buồn nôn hắn, hiện tại đến giới thánh nhất trọng, thế mà không phải vụng trộm buồn nôn hắn, mà là trực tiếp ra đơn đấu. Cái này ra hỏa, thật sự cho rằng giới thánh nhất trọng, liền có thể cùng hắn phân cao thấp rồi. Hảo thương, ta thật thích, tiễn ta được rồi. Ngươi muốn chết, không tiễn sẽ không tiễn nha, chính ta đoạt chính là. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử. Cướp đồ vật của ta, ta ký ngươi cả một đời. Một câu uống xong, Tạ Thanh vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Giờ khắc này, Tạ Thanh hai tay ở giữa, quang mang lấp lóe. Giết, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, ầm ầm, thiên địa ở giữa, tiếng nổ tung truyền vang ra. Tạ Thanh hai tay, giây lát ở giữa phảng phất thoát ly hai tay, trực tiếp thẳng hướng Mạc Thanh Y. Kia đôi cánh tay, cho người cảm giác, phảng phất kim sắc lợi chảo. Khanh,
Mạc Thanh Y giờ phút này, trường thương hất lên, hai cái lợi chảo quang mang, tại lúc này ảm đạm. Có thể là làm trường thương cùng lợi chảo đập đến ở giữa, ảm đạm quang mang, lại là ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mạc Thanh Y sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Tạ Thanh công kích bên trong, thế mà còn ẩn chứa cường hoành lực bộc phát. Một giây lát ở giữa, Mạc Thanh Y hai tay cầm thương, thương mang tại lúc này bộc phát ra cường thịnh thương khí. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia thanh chảo bạo liệt, Mạc Thanh Y vào giờ phút này, lại là ngăn cản xuống dưới. Thật sự có tài nha, Mục Vân giờ phút này, an an ổn ổn ngồi xuống, mừng rỡ xem kịch. Tạ Thanh vẫn có chút bản lĩnh, tuy nói là giới thánh nhất trọng cảnh giới, có thể là dù sao thể trạng mạnh hơn đồng dạng giới thánh nhất trọng cao thủ. Mà lại, cái này ra hỏa, ở cùng với hắn đoạn này thời đại, thường ngày bên trong cũng không gặp đi hối đoái cái gì giới quyết. Chỉ là từ giới vương, đến giới hoàng, lại đến giới thánh, cái này ra hỏa tựa hồ không hề khuyết giới quyết. Dù sao cũng là tổ long về sau, mà lại là thuộc về trực hệ dòng dõi hậu duệ. Đến mức Tạ Thanh đến cùng từ nơi nào đạt được những này, kia chính là Mục Vân không biết. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia tỉnh táo. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, địa nguyên cung bên trong, tựa hồ cũng không ít người tại. Mà tại trong lúc này, Mục Vân cảm thấy mấy cỗ khí tức. Giới thánh nhị trọng khí tức, cùng hắn đồng dạng cường thịnh, dựa vào chu tiên đồ, hắn có thể che lấp chính mình khí tức. Có thể là những người này, lại là rất khó làm đến. Mục Vân, Tạ Vũ Âm giờ phút này, cũng là nhích lại gần. Tạ Thanh cùng Mạc Thanh Y giao thủ, hấp dẫn đại đa số người lực chú ý. Tạ Vũ Âm ngược lại là cũng lại không lo lắng. Ngươi không đi giúp hắn sao? Tạ Vũ Âm nhìn không được nói. Không có việc gì, không chết được. Mục Vân chú ý bốn phía, cười cười nói, ta ngược lại là tương đối quan tâm, những người khác có thể hay không nhúng tay. Tạ Vũ Âm cũng là gật gật đầu. Mục Vân giới thánh nhị trọng thực lực, còn là rất mạnh. Đối với Tạ Thanh nàng cũng không quá rõ ràng, chỉ là, hẳn là cũng sẽ không kém. Dưới mắt, Mục Vân tựa hồ hữu tâm để Tạ Thanh cùng Mạc Thanh Y giao thủ. Đã như vậy, nàng ngược lại là không có gì để nói nhiều. Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, cái này tam phương bên trong, trừ ban đầu vài cái danh khí rất lớn ra hỏa, cũng xuất hiện vài cái hắc mã cấp bậc thiên kiêu. Nghe nói, có người đến giới thánh tam trọng. Giới thánh tam trọng, Mục Vân ngẩn người, thật là có người đến giới thánh tam trọng. Bên trong di tích này, đúng là có một ít địa phương, rất kỳ lạ, một số người tiến vào bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói có người trực tiếp từ giới hoàng sơ kỳ, đến giới thánh nhất trọng. Tạ Vũ Âm khoảng thời gian này, tựa hồ nhận được tin tức không ít, giờ phút này chân thành nói. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Mục Vân tại Hoàng Nguyên Cung bên trong, đạt được luyện tâm nguyên kiếm. Tại Huyền Nguyên Cung bên trong, đạt được Chu Tước Minh Hồn Châu. Những này, đối với giới thánh đến nói, đều là 10 điểm có lực hấp dẫn. Thiên tài sinh ra, thiên phú cùng khắc khổ, cũng không thể thiếu khuyết, mà có đôi khi, vận khí cũng là không thể thiếu. Oanh, giờ phút này, Tạ Thanh lại lần nữa bộc phát, thẳng hướng Mạc Thanh Y. Mạc Thanh Y thân là giới thánh nhị trọng, tự nhiên không có khả năng đi tránh né, hai người trong lúc nhất thời cứng đối cứng lên. Chỉ là, cầm trong tay trường thương Mạc Thanh Y, giờ khắc này đằng đằng sát khí, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Tạ Thanh ngược lại là bị khắp nơi áp chế, thế nhưng cũng không có ở vào bị thua lúc, chỉ là, kia một đôi tay, một mực cùng Mạc Thanh Y thương khí bạo phát va chạm, ngược lại là dần dần sưng lên. Mạc Thanh Y tam phẩm giới khí trường thương, Tạ Thanh cái này lớn, quá ăn thiệt thòi. Tạ Vũ Âm nhìn không được nói, Mục Vân cười cười, nói cái này ra hỏa, từ trước đến nay cứ như vậy, thói quen liền tốt, dù sao Mạc Thanh Y giết không chết hắn, đoán chừng hắn liền hội giết Mạc Thanh Y. Mục Vân lời này nói nhẹ nhõm. Có thể là Tạ Vũ Âm lại rõ ràng nhất cảm giác được, Mục Vân khẩn trương. Giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân bàn tay, có thể phát hiện, kia giới lực, sớm đã là bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài. Chỉ cần Tạ Thanh gặp được nguy cơ, Mục Vân chỉ sợ là hội ngay lập tức xuất thủ. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.